hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 2301, kẻ ngu ngốc đều thích làm trò bịp bợm. Chuyện này còn phải hỏi sao? Hạ Thiên làm ra loại ngữ khí, đương nhiên, đương nhiên là tên ngu ngốc nhà ngươi rồi. Chết đến nơi rồi, còn không dùng não mà nói chuyện như vậy à, thực sự là ngu như bò. Ứng Văn Sơn khá là tiếc rẻ lắc đầu, a cửu, con mắt chọn đàn ông của ngươi thực sự là quá kém, vốn dĩ là nể tình thanh mai trúc mã, còn muốn cho ngươi một cơ hội thân cận để gần gũi với ta hiện tại xem ra là ta đã đánh giá cao ngươi tưởng bở thì cứ việc tưởng bở còn nhất định phải nói mình cao thượng tới vậy cơ à a à, cửu khịt mũi coi thường điều này loại người tự luyến như thế có một hạ thiên là đã đủ lắm rồi hắn có rất nhiều khuyết điểm nhưng lại không có ngu ánh mắt của ta cũng chưa bao giờ kém giọng nói của ứng văn sơn dần trở nên lạnh lẽo vậy ta liền giết người đàn ông của ngươi sau đó mang ngươi đi ta và cha mẹ ruột của ngươi cực kỳ nhớ nhung ngươi toàn quản chuyện không đâu chính là câu dành cho loại người như ngươi a cửu cũng hơi mất kiên nhẫn trực tiếp nói với hạ thiên ta ghét loại người này nhất chàng mau đi đánh hắn một trận tốt nhất là tốc chiến tốc thắng hạ thiên cười hì hì có kè mặc cả nói với a cửu cửu nha đầu đánh với hắn cũng được chỉ là chẳng phải nàng nên cho ta một ít phần thưởng sao chàng tên háo sắc này A à Cửu nhỏ giọng mắng một câu, sau đó nói, "Nói chung chàng làm nhanh lên, bây giờ ta hơi buồn ngủ rồi, từ lúc xuống máy bay đến giờ, còn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, chàng đừng làm trễ nãi thời gian ngủ của ta." Hạ Thiên có chút không hiểu hỏi, "Tối hôm qua không phải đã nghỉ ngơi rồi sao?" "Cái đó cũng có thể gọi là nghỉ ngơi à?" A à Cửu tức giận chừng Hạ Thiên một cái, mình rõ ràng là bị tên khốn này dần vặt cả một buổi tối chồng của ngươi giờ đã bị ta khống chế, chỉ sợ hắn đã bó tay chịu trói. Ứng Văn Sơn khẽ cười một tiếng, ta cho ngươi thêm một phút để cân nhắc, nếu như không đáp ứng, vậy ta liền giết hắn. Ngươi giết được thì giết nhanh lên chút, ta cửu thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi không giết được, sau cùng còn phải quỳ xuống cầu hắn tha cho. Ứng Văn Sơn cười nhạo không ngớt, lạnh lùng nói ta quỳ xuống xin tha hả. Hai vị còn chưa hiểu tình cảnh của mình à tính mạng của hai người các ngươi hiện giờ đang nằm trong tay ta, ta muốn ai chết, thì người đó phải chết, một tí may mắn cũng sẽ không có. Thủ đoạn của loại người như ngươi, không có tác dụng với ta đâu. Hạ Thiên lười biếng nói, trước đó gặp được mấy tên ngu, chơi trò hề này còn giỏi hơn ngươi gấp trăm lần, sau cùng vẫn là bị ta giết chết. Lời này nói không sai, khoảng thời gian đó hắn và Ninh Nhụy Nhụy ở trong cung điện dưới đáy biển từng đụng phải mấy người và quái vật sử dụng cái bóng để tiến hành công kích, cuối cùng đều bị Hạ Thiên giải quyết. Chém gió tung trời, trên mặt ứng Văn Sơn mang theo vẻ trào phúng, môn công pháp này là công pháp độc nhất của thiên cung, bất cứ ai khác đều không thể biết được, chớ nói chi là còn lợi hại hơn ta. Ta thấy ngươi sợ thì có, cho nên mới ăn nói linh tinh. Ta chưa bao giờ chém gió, dù sao ngươi ở lại đây một hồi là biết, cho hề này chả có tí tác dụng gì. Hạ thiên bĩu môi, lộ vẻ phản bác. Vậy ta liền xem thử ngươi dẫy ruộng ra sao thân hình của ứng văn sơn dần dần biến mất trong bóng tối, ảnh chiều, nuốt trọn hắn cho ta. Trong bóng tối, tự dưng gió nổi lên, tựa hồ có đại chiều cuồn cuộn từ đằng xa ảo ảo kéo tới. Chỉ trong nháy mắt, A Cửu còn tưởng rằng bản thân nàng đứng ở bờ biển, trước mặt hình như có những con sóng cao mấy trăm thước đang lũ lượt kéo tới. Thực sự không thể hiểu nổi, tại sao bọn đần đều thích làm đống trò bịp bợm vô dụng như vậy. Hạ Thiên không thèm nhìn hắc chiều cuồn cuộn, thân hình lóe lên giống như bóng ma, thời điểm xuất hiện lại, trong tay liền bóp lấy cái cổ của Ứng Văn Sơn. Hắc chiều đầy trời trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra ánh đèn sáng rực cả gian phòng. "Ngươi, ngươi làm sao có thể, ta thế mà thua ư?" Trong mắt Ứng Văn Sơn vô cùng kinh hãi, hiển nhiên không thể tin được cảnh tượng trước mắt, cũng không tiếp nhận được thất bại của mình. "Xong xuôi rồi sao? Ta à, cửu cũng có chút thất vọng, còn tưởng rằng sẽ là một trận quyết đấu cực kỳ gay cấn." kết quả còn chưa tới một giây liền kết thúc, quả thực là chưa đã mắt chút nào. Vẻ mặt của Hạ Thiên vô tội, cửu nha đầu, không phải ngươi bảo ta nhanh một chút sao? Thả ta ra, vừa nãy ta chỉ là chưa phòng bị. Ứng ừ văn sơn giấy dụa nói, bằng không ta không thể nào thua trước ngươi, có ngon thì quyết đấu công bằng xem nào, ngươi đừng dùng loại thủ đoạn hèn hạ đó nữa. Đầu óc của tên đần nhà ngươi có vấn đề à? Vẻ mặt của Hạ Thiên khinh bị nhìn ứng ừ văn sơn, chúng ta cũng không phải thi đấu, mà là tên ngu ngốc nhà ngươi chạy đến gian phòng của cửu nha đầu để quấy rầy bọn ta, không trực tiếp đánh ngươi chết, ngươi nên cảm ơn trời đất. Ứng ừ Văn Sơn cũng ngậm miệng không nói gì, chỉ là hắn thực sự không cam lòng về thất bại này, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn cảm thấy rằng coi như mình không phải là đệ nhất thiên hạ, thì chỉ ít cũng là cao thủ số 1 số 2. kết quả lại bị một tiểu tốt vô danh hành hạ, nỗi nhục này quả thực là để hắn vô cùng mất mặt. Trường 2302, Mượn Giao Giết Người Cửu nha đầu, muốn xử tên đần này không? Hạ thiên nhìn về phía A cửu, thuận miệng hỏi. A cửu khoát tay áo một cái, thôi, để hắn cút đi là được. Ờ, hạ thiên gật gù, nhấc ứng văn sơn theo ra khỏi phòng. Sau khoảng 5 phút, hạ thiên cười hì hì trở về, nhảy lên giường liền ôm chặt A cửu. Chàng vứt hắn đi đâu vậy? A cửu thuận miệng hỏi một câu. Hạ thiên cười hì hì, nói chung là rất xa, sau này hắn cũng không thể ra ngoài làm phiền chúng ta có ý gì? chàng giết hắn rồi sao? A à, cửu khó hiểu hỏi. không, Hạ Thiên lắc đầu. cửu nha đầu nàng chưa bảo ta giết hắn, ta chắc chắn sẽ không giết hắn. từ trước đến giờ ta luôn nghe lời vợ mình. A à, cửu nghi ngờ nhìn Hạ Thiên, chỉ là cũng không có suy nghĩ nhiều. mặc dù Hạ Thiên đánh người không chấp mắt, nhưng vế sau lại rất chân thành. chỉ ít nàng từng thấy Hạ Thiên giận Y Tiểu Âm, nhưng mà cho tới nay chưa từng thấy hắn từ chối Y Tiểu Âm. cửu nha đầu, đừng lãng phí thời gian chúng ta ngủ thôi, Hạ Thiên vội vã nói. Ngủ cái đầu chàng, A à, giọng nói của A cửu lộ ra sự bất đắc dĩ và hưng phấn, chàng chớ làm loạn. Nhìn sắc trời bên ngoài, dường như chưa đến đêm. Mà thôi kệ, Hạ Thiên xưa nay sẽ không bận tâm đến điều này. Chuyện vui đương nhiên phải tranh thủ mọi lúc. Tân Cảng, ở một dinh thự nào đó, sốt cuộc là có chuyện gì? Ứng Hiểu Nguyệt lửa giận ngập trời, đánh một trường nghiền nát cái bàn trước mặt. Ở trước mặt nàng, có một thanh niên bị trói gô và đang quỳ ở đấy, thình lình lại chính là ứng văn sơn vừa mới quấy giày hạ thiên và a cửu. Không có chuyện gì cả, chỉ là nhất thời sơ suất, bị người ta lừa. Ứng văn sơn nhìn thấy tỷ tỷ của mình vẫn còn có chút sợ hãi, chỉ là trên mặt lại cực kỳ xem thường. Nhất thời sơ suất, còn bị lừa, ứng hiểu nguyệt không nhịn được cười khan hai tiếng, chỉ vào ứng văn sơn rồi nói, thực sự là nói khoác không biết ngược, người có biết hắn là ai không, ngươi lại dám đi khiêu khích hắn khiêu khích một tiểu tốt vô danh mà thôi ứng văn sơn khinh thường lắc đầu ta là đi tìm a cửu chỉ cần bắt a cửu thế thì không phải lo y tiểu âm không nghe lời ta bốp ứng hiểu nguyệt tát một cái trực tiếp tát cho ứng văn sơn lộn hai vòng trong không trung lại nặng nề té xuống đất ngươi dám đánh ta tay chân của ứng văn sơn bị trói không cách nào lau máu đang chảy trên khóe miệng chỉ là ánh mắt vô cùng oán giận không đánh chết ngươi là tốt lắm rồi." Ứng Hiểu Nguyệt thật sự là có phần tức giận khó nguôi, người có biết, tên sát tinh kia kể cả ta cũng không dám vì tiện chiêu chọc, coi như muốn chiêu chọc cũng không dám đối mặt chính diện, ta vất vả lắm mới vỗ về hắn, để hắn tạm thời đứng ở phe chúng ta, còn ngươi thì lại trực tiếp đi chiêu chọc hắn, còn nhòm ngó đến vợ của hắn, mẹ nó, người muốn chết thì cũng đừng kéo ta theo. Lần này, Ứng Văn Sơn hơi bối rối, mặc dù hắn không ưa người tỷ tỷ này cho lắm, nhưng lại biết rất rõ địa vị của nàng trong thiên cung, coi như thập đại gia tộc của kinh đô liên thủ với nhau, cũng không thấy nàng có phản ứng gì, sao giờ lại kinh hoàng đến vậy, tên hạ thiên đó rốt cuộc có lai lịch gì. Giờ mới chịu hỏi, không thấy quá muộn rồi sao, ứng hiểu nguyệt lạnh giọng nói. Ứng văn sơn xứng sờ nói, ta trở về nước còn chưa tới ba ngày, vừa xuống máy bay liền giúp người giải quyết vấn đề, người không cân nhắc công lao của ta, thì cũng phải cân nhắc hảo tâm này của ta chứ, hảo tâm cái rắm ứng hiểu nguyệt không vui nói, ngươi chỉ là tranh công mà thôi. Kế hoạch đối phó với đảo Sương Nguyệt lần này là tâm huyết mà ta chủ tính nhiều năm, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hoại, dù là ngươi cũng không được. Ứng Văn Sơn bất mãn nói, ta chính là thành viên của Tổng Bộ Thiên Cung, nam thiên môn của ngươi còn không quản ta được, ngươi mau thả ta ra. Về chuyện này thì ngươi đừng có hòng, ứng hiểu nguyệt khoanh tay, điều kiện mà hạ thiên thả ngươi về đây chính là để ngươi từ giờ trở đi đừng xuất hiện ở trước mắt hắn nữa. Có ý gì, ứng văn sơn nhướng mày một cái, ngươi muốn mượn cớ để giết ta, sau đó độc chiếm gia sản ư. Ngươi cảm thấy cha sẽ cho phép sao, ta chính là con nối dõi duy nhất trong nhà. Giết ngươi, ứng hiểu nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta sẽ phế bỏ căn cốt của ngươi, phòng ấn khí hải của ngươi, đuổi ngươi về chỗ cha mẹ ngươi, sau này ngươi cứ kết hôn sinh con, hưởng thụ tuổi già với bọn họ nhé. Ngươi dám, ứng văn sơn trợn mắt lên, vùng vẫy muốn xông thẳng tới ứng hiểu nguyệt, nhưng đáng tiếc mới đứng dậy đã bị một cước đạp lăn. Ứng hiểu nguyệt đạp một cước vào đầu ứng văn sơn, lấy một bao kim châm ra, đâm từng châm vào các nơi đại huyệt trên người hắn, đây là trường trị dành cho ngươi, ta đã đạt được sự đồng ý của cung chủ, coi như cha mẹ phản ứng, cũng vô dụng. Ứng hiểu nguyệt, người đây là đang mượn cớ để mưu sát đệ đệ ruột, tranh đoạt ra. Phốc, lời còn chưa nói hết, ứng văn sơn liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt khô héo, trong đôi mắt cũng đã mất đi thần thái khinh thường người khác trước đó. Ứng hiểu nguyệt không chút trần trừ nào, mỗi một châm đều vững như thái sơn, sau khi đâm xong mười mấy cây ngân châm, mới thản nhiên nói, người sai là sai ở chỗ không nên trêu chọc hạ thiên, phạm vào điểm ấy, ai cũng không bảo vệ ngươi được. Hắn, hắn là ai? Sắc mặt của ứng văn sơn đờ đẫn, khóe miệng không ngừng chảy nước miếng. Ngươi không cần biết, ứng hiểu nguyệt giơ tay kêu hai tôi tớ đến, phân phó nói, hai người các ngươi dùng máy bay tư nhân đưa thiếu ra về nhà, đi ngay bây giờ. Hai tên tôi tớ gật gù, tiến lên nâng ứng văn sơn đang sụi lơ dậy, trực tiếp lôi đi. Hạ thiên ơi hạ thiên à, người đây là đang cố ý cảnh cáo ta phải không? Ứng hiểu nguyệt cắn chặt răng ngà, lạnh lùng nói, đợi tiêu diệt xong đảo sương nguyệt, ta nhất định phải giết ngươi, nếu không thì sớm muộn ngươi cũng sẽ trở thành chướng ngại vật của thiên cung bọn ta. Chỉ là, ứng hiểu Nguyệt còn có một vấn đề vẫn chưa nghĩ thông, đó chính là tại sao Hạ Thiên có thể tìm thấy nàng. Đây là cứ điểm thứ hai trong nước của nàng, chưa từng bại lộ, trừ bản thân nàng ra thì hầu như không ai biết. Lẽ nào phe mình có kẻ phản bội? Hay là nói, Hạ Thiên có năng lực tình báo bí mật nào đó? Ứng hiểu Nguyệt thật sự là nghĩ không thông, dứt khoát trước hết không nghĩ nữa, chờ giải quyết vấn đề âm y môn xong rồi xử lý sau. chương 2303, Thiên tướng, thiên vương. Trong màn đêm, một chiếc máy bay tư nhân từ sân bay từ từ bay lên, hòa vào trong màn đêm mịt mờ. Lúc này, sắc mặt của ứng văn sơn tái nhợt nằm trên giường đặc chế, trên người còn quấn lấy vài sợi xích. Hai tên vệ sĩ áo đen thì lại ngồi bên cạnh giường, nhìn không chớp mắt vào ứng văn sơn, dường như đề phòng bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể biến thành bươm bướm và bay mất. Nhìn đủ chưa, ứng văn sơn từ từ mở mắt ra, hơi bất mãn nói có thể thả ta ra chưa một vệ sĩ trong đó lắc đầu giọng điệu cẩn thận nói thiếu gia nhất định phải đến nơi mới có thể thả ngươi ra đây là dặn dò của đại tiểu thư ta không nói chuyện với ngươi ứng văn sơn khinh thường trợn mắt chừng một cái con nhỏ đó cứ thích ra vẻ quả thực là cực kỳ buồn nôn đừng có nhắc nàng ta ở trước mặt ta thiếu gia đây cũng là vì sự an toàn của ngươi một người vệ sĩ khát sờ môi nghe nói như thế liền mở miệng khuyên nhủ như vậy đi một tiếng sau bọn ta sẽ thả ngươi ra như thế nào? Ứng Văn Sơn há mồm liền mắng, mẹ nó, thả cái giám. Nếu không thả ta ra, chờ lát nữa ta sẽ giết hai người các ngươi. Hai vệ sĩ đều cạn lời trước tính khí táo bạo của thiếu gia, chỉ có thể giả vờ như hắn không hề tồn tại, không thèm đếm xỉa đến mọi yêu cầu của hắn. Tần Khí Tật, mẹ nó, ngươi còn đang chờ cái gì? Ứng Văn Sơn bỗng nhiên giống lên, lại câu giờ nữa thì lát nữa ông đây sẽ đánh ngươi hai tên vệ sĩ kia đầu tiên là cả kinh trong lòng, sau đó lại cảm thấy khó hiểu, đây chính là máy bay đang bay trên trời, không thể nào bất thình lình xuất hiện những người khác. Ta nói ứng văn đại thiếu gia, người hà tất gì phải nóng vội như thế chứ, chẳng lẽ không thể chờ máy bay hạ cánh rồi nói sao? Trên thực tế, xác thực đã có thêm một người, hơn nữa là một người thanh niên trẻ tuổi có tướng tá khá là cường tráng, mặc một bộ quần áo da màu đen bó sát người, sắc mặt ngạo nghễ, giọng điệu lười biếng, hắn vừa mới xuất hiện liền duỗi tay đè chặt đầu của hai vệ sĩ, bỗng nhiên dùng lực, đập đầu của hai tên vệ sĩ vào nhau để bọn hắn ngất đi, sau đó mở cởi thừng trên người ứng văn sơn ra. Nói nhảm gì đấy, sao ngươi tới muộn vậy? Ứng văn sơn không chút cảm kích nào, mà trái lại giọng điệu còn bực bội hơn, chậm thêm chút nữa, mẹ nó, ta thật sẽ bị đưa về nhà tả tội ông già. Sau đó lại quát hỏi, thuốc đâu? Vẫn cứ suốt ruột như mọi khi, thuốc ở đây, đừng có uống hết trong một lần, tốt nhất là chia ba ra. Người đàn ông áo ra cười ha ha, từ trong túi lấy một chiếc lọ nhỏ to bằng ngón cái ra, ném nó cho ứng văn sơn. Ứng văn sơn trực tiếp mở nắp bình, sau đó uống một hơi cạn sạch, chia cái rắm. Người thực sự phung phí của trời, đây chính là thần dược, trên tay ta cũng chỉ có một lọ. Người đàn ông áo ra lộ vẻ đau xót, nếu không phải ngươi. Thôi, uống cũng đã uống, chẳng muốn so đo với ngươi nói chung trước hết để máy bay trở về kinh đô rồi nói sau chuyện này không cần ngươi phải nhắc cơ trưởng là người của ta ứng văn sơn dùng một cái tư thế cực kỳ cổ quái ngồi xếp bằng trên giường chưa tới mấy phút bỗng nhiên ngoác miệng ra phun ra vài sợi chọc khí khôi phục lại tinh thần và sức lực tiên sư nó ả à đàn bà thối đó vậy mà thật muốn phía ta nếu không phải ta đã chuẩn bị từ trước thì chắc là nàng đã đạt được ý đồ rồi người đàn ông áo ra khẽ cười nói nàng chính là tỷ tỷ của ngươi, hiện nay cũng là người phát ngôn duy nhất của thiên cung ở quốc nội, tốt nhất là ngươi đừng đi chọc tức nàng. Hừ, chỉ là phó môn chủ của một trong tứ môn mà thôi, vậy mà lại coi trời bằng vung. Ứng Văn Sơn nhớ tới đủ loại lời nói của ứng hiểu nguyệt, trong lòng vẫn cứ tức giận bất bình, bắt bẻ từng lỗi nhỏ của ta, rồi đẩy ta vào chỗ chết, ta không có loại tỷ tỷ này, nàng cũng không xứng làm phó môn chủ của An Nam Thiên Môn. Người đàn ông áo ra lắc đầu, khá là trịnh trọng nói, người đã trách lầm nàng, lỗi mà người phạm vào không phải là lỗi nhỏ, mà là trêu chọc một tên sát tinh không nên trêu chọc. Sát tinh, các ngươi đề cao tiểu tử kia quá rồi đó. Ứng Văn Sơn rất là phản bác, Hạ Thiên cùng lắm cũng chỉ cỡ trình độ thượng tướng thiên tướng của thiên cung, nếu mà không dùng thủ đoạn hèn hạ, thì ta đã bắt lấy hắn mà không có vấn đề gì. Ứng đại thiếu gia, người quá đề cao ngươi rồi. Người đàn ông áo ra cũng không nể mặt ứng văn sơn tí nào, trực tiếp Phạch trần nói bây giờ ngươi ngay cả trình độ thiên tướng đều không có vậy mà còn dám mạnh miệng như vậy ta không ngại nói cho ngươi biết đa minh quang cấp bậc thiên vương vừa đối mặt với hạ thiên đã bị hắn đạp cho hôn mê ngươi lại tính là thứ gì đa minh quang từng giao thủ với hạ thiên rồi ư còn thua nữa sao ta không tin trên mặt ứng văn sơn lộ ra vẻ ngoài ý muốn trần chờ hai giây nhưng vẫn lắc đầu nói đa đại sư chính là trời sinh thần lực chinh chiến vô số lần vì thiên cung chúng ta đến nay chưa từng nếm mùi thất bại, làm sao lại thua Hạ Thiên. Ta tận mắt chứng kiến chuyện này, người đàn ông áo ra lạnh giọng nói, tên Hạ Thiên kia quả thực không phải là hạng soàng, thực lực chẳng những sâu không lường được, mà những người phụ nữ bên cạnh hắn đều là cao thủ. Cho dù là y tiểu âm, hay là ninh nhụy nhụy, triệu thanh thanh, đều khó đối phó. Tên Hạ Thiên này rốt cuộc là ai? Ứng Văn Sơn trong nháy mắt nhớ tới A Cửu, mặc dù hắn cũng chưa có giao thủ với A Cửu, nhưng mà cũng cảm nhận rõ thực lực của nàng tuyệt đối không yếu. 20 năm gần đây, chúng ta vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, vốn là biết rất ít về thông tin trong nước. Trong ánh mắt của người đàn ông áo da lộ ra vẻ kiêng rè nồng đậm, mà đối với tên Hạ Thiên này, thậm chí còn biết ít hơn. Tài liệu bên ngoài đã sớm bị xóa sạch sành xanh, chúng ta cũng từng thu mua tài liệu về Hạ Thiên ở Dark Web với giá cao, nhưng mà những kẻ có thủ đoạn thông thiên ở mạng lưới ngầm nghe được cái tên Hạ Thiên liền sợ đến mức không dám ló đầu ra. Hắn lợi hại đến vậy thật à, mặc dù trong lòng ứng Văn Sơn vẫn còn hơi khó tin, nhưng chuyện này cũng khơi dậy chiến ý của hắn, tốt nhất là sự thật, vậy thì cũng không uổng công ta về nước một chuyến, đến lúc đó nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Người đàn ông áo ra biết ứng Văn Sơn là đức tính gì, trực tiếp nhắc nhở, nhớ kỹ mục đích mà ngươi về nước, đây cũng là nguyên nhân mà sở dĩ bọn ta giúp ngươi nếu như kế hoạch xảy ra sai sót, bọn ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Audio điện tử võ tấn bền chương 2304, ngươi nói giết ai cơ? Tần khí tật, lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ. Ứng văn sơn không khỏi trào phúng lên. Không còn phong độ, hiếu chiến thành si của một chiến tướng trước đây nữa, một tên hạ thiên mà đã dọa ngươi thành bộ dáng này rồi à? Bởi vì ta đã mở mang cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, người đàn ông áo ra cũng không có phản ứng trước phép khích tướng này thản nhiên nói trước đây ta chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng luôn cảm thấy mình vô địch thiên hạ sau đó gặp phải một cao thủ chân chính trong lúc cười nói hắn đã đánh ta tới mức không hề sức phản kháng tranh lệch thực lực giữa ta và hắn chính là rãnh trời ứng văn sơn đã có chút hứng thú người nói cao thủ đó là ai hắn tên nhiếp tử hùng khi người đàn ông áo ra nói tới cái tên này sắc mặt vô cùng trịnh trọng người đừng nghĩ mời chào hắn, bởi vì hắn là tồn tại như tiên nhân, không thể bị bất kỳ ai mời chào, hơn nữa ta cũng không biết hắn ở đâu. Thế thì đáng tiếc thật, ứng văn sơn có chút tiếc nuối, thở dài nói. Người đàn ông áo ra còn có một câu chưa nói ra, ngày đó Hạ Thiên cũng cho hắn một cảm giác tương tự, giống như chỉ cần hắn có chút dị động thì tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn không có tí khả năng sống nào. Đây mới là nguyên nhân thật sự mà hắn kiêng kỵ Hạ Thiên đến vậy, nhưng mà hắn cũng chưa nói với ai. Cũng không lâu lắm, máy bay trở lại sân bay Kinh Đô, sau khi hai người bọn họ hạ cánh, liền thay một chiếc xe khá là điệu thấp, chạy tới một biệt thự ở vùng ngoại ô. Lúc này, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, có mấy trai gái tuổi tác khác nhau đang ở trong phòng khách, lặng lặng chờ đợi ứng Văn Sơn và Tần Khí Tật trở về. Mấy vị đều ở đây, vậy thì tốt. Sau khi ứng Văn Sơn đi vào, lập tức đặt mông ngồi ở ghế chính, nhưng để bớt chút thời gian, trực tiếp bắt đầu thôi. Trong đó có một cô gái trẻ tuổi mặc hán phục cách tân và váy dài ngọc lục bảo cười nói, ứng thiếu ra nóng lòng quá rồi đó, gọi bọn ta đến đây, cũng không nói chuyện gì, liền kêu bắt đầu, người muốn bọn ta bắt đầu cái gì thế. Tiểu tiện tỳ của tô ra, nếu ngươi đã đến rồi, cần gì phải giả ngu nữa. Ngồi đối diện với cô gái váy dài chính là một bà lão tóc bạc da nhăn nheo, dường như nàng rất không ưa cô gái váy dài, lúc này không khỏi nổi đoá một câu. Cô gái váy dài nhăn mày, liếc nhìn bà lão này một cái, người mắng ai là tiểu tiện tì. Bà lão tiền lớn tuổi rồi, chú ý bất khẩu nghiệp chút, coi chừng gặp quả báo, không thì kẻ đầu xanh lại tiến người đầu bạc. Người nói cái gì, bà lão ra nhăn nheo tay cầm gậy, chọc một gậy lên mặt đất, con tiện tỳ nhà ngươi nói lại lần nữa xem. Bên cạnh bà lão ra nhăn nheo có một người đàn ông trẻ tướng tá anh Tuấn, lúc này mở miệng nói, mọi người yên lặng một chút, để nghe thử ứng thiếu gia nói gì đã ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên khuôn mặt vô cảm đang cúi người đầu cũng hạ thấp xuống dường như không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì giữa các người có ân oán gì bản thiếu gia không có hứng thú ứng văn sơn mặt lạnh như tiền ngữ khí cũng khá là âm trầm nhưng mà tốt nhất là đừng làm hỏng chuyện lớn của bản thiếu gia bằng không tự gánh lấy hậu quả không thể không nói ứng đại thiếu gia vẫn còn có chút sức uy hiếp cô gái váy dài và bà lão đều im lặng. Được, nếu tất cả mọi người đã muốn làm chuyện lớn, vậy thì dễ bàn. Ứng Văn Sơn tiếp tục nói, ta đến quốc nội vốn dĩ là vì hai việc, một là tiếp nhận tất cả thế lực của Nam Thiên Môn, hai là lấy được bí phương phản lão hoàn đồng. Hai việc này đều cần mọi người phối hợp, đặc biệt là việc thứ nhất, ứng hiểu nguyệt đã bị ham muốn cá nhân làm cho tâm trí mê muội, đã không còn thích hợp làm phó môn chủ, dù sao ta cũng là con nối dõi của ứng gia, nên phải dẹp loạn. Nhưng mà việc thứ nhất này có thể làm sau khi hoàn thành việc thứ hai. Các ngươi ngoài mặt nhất định phải toàn lực phối hợp với kế hoạch tiêu diệt đảo Sương Nguyệt của ứng hiểu Nguyệt, chỉ là sau khi đã lấy được bí phương, nhất định phải giao nó cho ta. Hiểu chưa? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên hiểu được, đây là tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ của ứng gia, không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc. Người đàn ông áo ra đảo mắt nhìn một vòng, Mở miệng nói, Ứng Thiếu gia chính là con trai độc nhất của ông chủ ứng, cũng là đệ tử mà Thiên Cung chi chủ coi trọng nhất, tốt nhất là các ngươi nên lựa chọn cẩn thận. Lúc này, những người khác không khỏi cười ha ha nói lời khách sáo, đơn giản là nhất định ủng hộ Ứng Văn Sơn, Vân Vân và Mây Mây. Được rồi, cũng không trông cậy các ngươi thật sự toàn tâm toàn ý giúp ta, chỉ cần đến lúc đó đừng cho ta thêm phiền phức là được. Ứng Văn Sơn cũng không nghĩ những người này sẽ ngoan ngoãn nghe lời chỉ cần tới lúc đó bọn họ đứng ngoài quan sát là đủ. Đúng, còn có việc thứ ba, đây là việc riêng tư của ta, các người giúp cũng được không giúp cũng được. Trong đầu ứng Văn Sơn bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, trước khi làm hai việc lớn kia, ta nghĩ để các ngươi ra tay, giúp ta giết một người. Mọi người đều dùng mình, hiển nhiên cái gọi là việc riêng tư không quá quan trọng này mới thật sự là thử thách. Cô gái váy dài che môi cười khẽ, bọn ta thành thạo giết người nhất, không biết ứng thiếu gia muốn giết ai thế. Người này tên là Hạ Thiên, Ứng Văn Sơn thản nhiên nói. Người đàn ông trung niên từ đầu tới cuối trầm mặc ít nói, cúi cái lưng còng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, phát ra giọng nói khàn khàn như thể là đến từ địa ngục, ngươi nói, giết ai cơ? Chương 2305, sáng sớm đã nói mấy chuyện xấu hổ. Mơ là cái gì? Rất nhiều người sẽ nói, mơ chỉ là một loại hiện tượng sinh lý ban ngày ngươi nhìn thấy, nghe thấy, đâm chiêu, suy nghĩ, hành động gì. Đều sẽ trở thành tài liệu sống cho giấc mơ, sau đó chúng ngẫu nhiên tiến hành và tổ hợp lại với nhau, cuối cùng cô động thành ảo ảnh trong nháy mắt. Tích tắc này, có lúc rất dài, có lúc rất ngắn, có lúc rất mỹ diệu, có lúc rất kinh khủng. Mộng đẹp giúp người ngủ, còn ác mộng thì lại làm người ta sợ hãi và tỉnh giấc. Hạ thiên xưa nay sẽ không nằm mơ, bất kể là mộng đẹp hay là ác mộng, bởi vì hắn đều có thể làm được vào bất kỳ lúc nào hắn muốn làm lúc nào cũng được lại còn là tu tiên giả mang băng hỏa linh thể trên người đương nhiên sẽ không nằm mơ a à, cửu thì lại có thể nằm mơ mặc dù nàng đã sớm tẩy thủy hiện tại cũng có thể xưng là tu tiên giả chân chính nhưng nàng vẫn giữ lại thất tình lục dục của một người bình thường cũng chưa từng nghĩ tới việc vứt bỏ những thứ này huống chi nàng rất thích nằm mơ và vẫn còn giữ lại một trái tim mơ mộng bất kỳ lúc nào của một thiếu nữ xung đột như vậy dẫn đến việc Hạ Thiên Thường sẽ tỉnh lại rất sớm, còn A Cửu thì vẫn cứ chìm đắm trong giấc mơ. Hạ Thiên nhìn dung nhan của A Cửu, cảm giác nhà đầu này sắc thực càng ngày càng đẹp, dù là mặt mày hay là khí chất, cũng dần dần lột xác khỏi hình dáng lúc ban đầu, hiển lộ ra một vẻ quyến rũ độc nhất. Vẻ quyến rũ này, nên gọi là nữ tính, mang theo một chút quyến rũ, một chút lười biếng, một chút tự kiêu, một chút thong dong. Hạ Thiên cực kỳ yêu thích vẻ quyến rũ này, tất cả người phụ nữ của hắn đều có loại quyến rũ này nhưng mà mỗi người lại không giống nhau đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn càng ngày càng thích các nàng nghĩ tới đây hạ thiên không khỏi ôm chặt a cửu đủ rồi đừng nghịch trong giấc mơ a cửu vô ý thức đẩy hạ thiên ra hiển nhiên trong mơ hạ thiên cũng không thành thật hạ thiên cười hì hì cửu nha đầu người nói đủ rồi gì đấy đôi mi thanh tú của a cửu cao lại cũng không trả lời chỉ là xoay người đưa lưng đẹp về phía Hạ Thiên. Ngay lúc Hạ Thiên muốn làm trò quỷ trên lưng đẹp của A Cửu, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên reo lên. Ô, Thanh Thanh nhà đầu, mỗi buổi sáng ngươi đều đúng giờ nhớ ta sao? Hạ Thiên cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, phát hiện là Triệu Thanh Thanh gọi tới. Triệu Thanh Thanh cười trả lời, sư phụ, mỗi ngày ta đương nhiên đều sẽ nhớ ngươi mà. Vậy ta đến tìm ngươi, Hạ Thiên nhìn A Cửu, Cảm thấy nàng ít nhất phải ngủ đến xế chiều mới có thể tỉnh lại, không thể lãng phí khoảng thời gian này, chỉ bằng đi tìm đồ để cưng chơi một lúc. Được nha, sư phụ, người tới đây. Triệu Thanh Thanh đương nhiên hết sức cao hứng, chỉ là cũng không quên chính sự, vừa hay bên này có người muốn tìm ngươi, hình như có chuyện rất quan trọng. Hạ Thiên Thuận miệng hỏi, ai tìm ta? Ta không quen biết, trong giọng nói của Triệu Thanh Thanh mang theo một ít nghi hoặc hỏi hắn, hắn cũng không nói chuyện hình như hơn nửa đêm liền quỳ gối trước cửa triệu ra, chỉ nói một câu muốn tìm ngươi, sau đó liền chết ngất, trên người còn có vết thương không hề nhẹ. Hạ Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhất thời cũng không nhớ nổi là ai tìm hắn, thế là nói thế giờ ta liền đến đó. Sứt lời liền cúp máy, lại nhìn A Cửu đang ngủ say, nhẹ giọng nói, Cửu nha đầu, ta đi bên Thanh Thanh nha đầu xem thử, nàng ở đây chờ ta, đừng có chạy lung tung biết chưa. Trả lời hắn chỉ là tiếng hít thở của A Cửu ta đi đây, hạ thiên hôn A cửu một cái, sau đó thân ảnh liền biến mất không thấy tâm hơi. Chờ một hồi lâu, A cửu rốt cuộc mở một con mắt ra, nhìn chung quanh, phát hiện hạ thiên quả thật đã rời đi, lúc này mới ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm. Tên háo sắc chết bầm này cuối cùng cũng rời đi, A cửu gãi gãi đầu, không được, ta phải tìm một ít chuyện để làm. Nếu để tên háo sắc kia trở về, vậy ta thật sự đừng nghĩ tới chuyện rời giường. Rất nhanh, A Cửu liền rửa mặt xong xuôi, đổi một bộ quần áo vừa người, vội vã ra khỏi cửa. Một bên khác, Hạ Thiên xe nhẹ đường quen đi tới Triệu gia. Sư phụ, người đến rồi. Triệu Thanh Thanh nhìn thấy Hạ Thiên, hai mắt tỏa sáng, lập tức nhảy đến ôm lấy hắn. Hạ Thiên cũng ôm lấy Triệu Thanh Thanh, cảm nhận một thoáng sự nặng chiếu của đối phương, cười hi hi nói, Thanh Thanh nha đầu, vóc dáng của ngươi trở nên đẹp hơn rồi. Đây còn không phải là công lao của sư phụ ngươi sao? triệu thanh thanh ở trước mặt hạ thiên từ trước đến giờ không có thẹn thùng nói chuyện có điều ta muốn đẹp hơn nữa sư phụ lúc nào rảnh rỗi vậy giờ đang rảnh đây hạ thiên nghiêm trang nói sáng sớm mà đã nói mấy chuyện xấu hổ này rồi hai thầy trò các ngươi vừa phải thôi triệu hiểu trác không biết từ chỗ nào xông tới lộ vẻ ghét bỏ nhìn hạ thiên và triệu thanh thanh đang ôm nhau hạ thiên liếc triệu hiểu trác một cái ta và đồ đệ của ta muốn thế nào thì thế đó có liên quan gì tới ngươi sao? Đúng đấy, không thích thì đừng có nhìn, không ai bắt ngươi nhìn cả. Triệu Thanh Thanh cũng chừng triệu hiểu chắc một cái, nếu ngươi bị kích thích, có thể thân thiết với tiểu lạc đó. Triệu hiểu chắc không phản bác được, trực tiếp nói sang chuyện khác, Hạ Thiên, không phải ngươi đến làm việc với Thanh Thanh thì sao, bên trong còn có một người sắp chết đang nằm, hắn quỳ ở trước cửa nhà ta cả đêm, chính là vì muốn gặp ngươi. Triệu Thanh Thanh cũng nhớ tới chính sự, sư phụ, chúng ta vào xem thử hắn đi, hắn hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Vậy thì đi xem thử, Hạ Thiên Thuận miệng nói. Ba người cùng đi vào trong một cái sân nhỏ của triệu gia, ở đây thường có mấy vị bác sĩ, do triệu gia bồi dưỡng, chỉ khám bệnh cho người của triệu gia. Trong đó có một phòng bệnh, một người đàn ông trung niên chẳng chịt vết thương đang nằm trong đó, trên người cắm đầy máy móc, xem ra thương thế đích thật là không khả quan cho lắm. Trường 2306, quân cờ từ 12 năm trước. Trên người hắn có vài vết thương chí mạng, lẽ ra đã chết từ lâu. Triệu Hiểu chắc chỉ vào người đàn ông trung niên trên giường, giải thích với Hạ Thiên, cấp cứu một đêm, mới miễn cưỡng bảo vệ được nửa cái mạng. Hạ Thiên nhìn này người đàn ông trung niên có chút quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà ngẫm nghĩ một hồi lại không có đầu mối gì, thế là lấy ngân châm ra, đâm hai châm lên người người đàn ông trung niên đó. Tháo những thứ đồ này xuống đi. Triệu Thanh Thanh gặp Hạ Thiên dùng ngân châm, liền phân phó nói với bác sĩ ở bên cạnh. Vị bác sĩ kia hơi chần chừ, thật sự là thương thế của người đàn ông trên giường quá nặng, vừa tháo những thiết bị kia ra, phỏng chừng liền sẽ mất mạng. Có thần y Hạ Thiên ở đây, không đời nào có người chết được. Triệu Hiểu chắc cười nói với vị bác sĩ kia. Vị bác sĩ kia nghe đến cái tên Hạ Thiên, con mắt lóe sáng đến mức hơi dọa người, lập tức bảo người tháo thiết xuống, còn hắn thì đứng ở bên cạnh, gắt gao nhìn Hạ Thiên châm cứu, hiển nhiên là muốn mở mang tầm mắt. Hạ Thiên châm cứu cũng không sợ người khác xem, bởi vì người khác căn bản không học trộm được. Thu châm chưa tới một giây, người đàn ông trung niên gần chết ở trên giường bỗng dưng mở mắt ra, giống như vừa tỉnh lại từ ác mộng, kêu a à một tiếng rồi cả người liền bật dậy. Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên. Sau khi người đàn ông trung niên ngồi xuống, theo bản năng nhìn chung quanh, sau đó liền nhìn Hạ Thiên chằm chằm. Hạ Thiên gật gù, ta là Hạ Thiên, ngươi là ai thế? Thuộc hạ là âm thập cửu, tham kiến chủ nhân, người đàn ông trung niên xoay người rời giường, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên. Âm thập cửu, ngươi còn sống cơ à? Hạ Thiên nghe hắn xưng tên, sửng sốt một hồi lâu, từ từ mới nhớ ra 12 năm trước quả thật có một nhân vật tên là vậy, cũng là người của âm y môn, bị phái sang đây làm trợ thủ cho lâm tử hào, đã làm không ít việc ác, sau đó bị hắn dùng một châm thôi miên, trở thành nô lệ của hắn Hạ Thiên vốn là muốn giàn xếp hắn trở về âm y môn để nằm vùng sẵn tiện đối phó với Lâm Tử Hào kết quả là chưa có phát huy tác dụng gì mà trái lại còn mất đi tung tích Cho đến khi Lâm Tử Hào bị hắn giết chết, y tiểu âm đã thành môn chủ đời kế tiếp của âm y môn người này cũng chưa từng xuất hiện Không ngờ rằng, qua 12 năm trời vậy mà tên đần này lại xuất hiện đúng thật là bất ngờ Xấu hổ thật, năm đó ta không được Lâm Tử Hào tiến nhiệm thế là trở về kinh đô, lại bị lục tiểu ánh đuổi về âm y môn. Đến nơi, cũng không được lão môn chủ tín nhiệm, mặc dù thân phận ta vẫn còn hữu dụng, nhưng mà bị điều đi nước ngoài. Âm thập cửu cũng xúc động thật lâu, chỉ là giọng điệu vẫn duy trì trầm ổn, 12 năm qua, âm thập cửu chưa từng quên sứ mạng mà chủ nhân giao cho ta, chỉ là vẫn chưa có cơ hội, cũng không dám tự ý đến đây quấy rầy chủ nhân. Vậy sao hôm qua người tới đây, là có chuyện gì sao? Triệu Hiểu chắc không có hứng thú với chuyện của 12 năm trước, chỉ quan tâm đến lợi ích và nguy cơ ở trước mắt. Âm thập cửu không hề trả lời, chỉ là liếc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng nói, hỏi ngươi, thì ngươi cứ trả lời đi, nhìn ta làm gì? Đây chỉ là một quân cờ tùy ý của hắn vào 12 năm trước, lúc đó cũng không trông cậy sẽ có thu hoạch gì, hiện tại cũng tương tự không có ôm bất cứ kỳ vọng gì. Âm thập cửu cung kính hồi đáp, sau khi âm y môn lục đục, chi nhánh nước ngoài cũng bị một tổ chức tên là thiên cung hợp nhất ta cũng bởi vì thế mà đã trở thành thành viên của thiên cung tổ chức này ban đầu chỉ mở rộng thế lực ở nước ngoài hai năm gần đây mới chú ý tới quốc nội bây giờ có chi nhánh nam thiên môn đã cư trú ở quốc nội nói nhảm nhiều quá nói trọng điểm hạ thiên bĩu môi hắn đã từng qua lại với cái tổ chức nát nam thiên môn gì đó vị ứng hiểu nguyệt đó chính là phó môn chủ của nam thiên môn vâng âm thập cửu gật gù nói tiếp tối ngày hôm qua, để đệ, đệ ứng văn sơn của ứng phó môn chủ bỗng nhiên triệu tập một số thành viên của Nam Thiên Môn, muốn tìm cơ hội đoạt quyền từ tay ứng phó môn chủ, sau đó. Tên ngu ngốc kia quả nhiên chưa có rời đi, Hạ Thiên cũng không quá bất ngờ, tùy ý nói, có điều, hắn cũng không sống được bao lâu, hắn muốn làm gì thì cũng không liên quan gì đến ta. Triệu hiểu chắc chừng Hạ Thiên một cái, cái gì gọi là không liên quan, chúng ta cũng phải học cách lo trước tính sau, không thể cứ chờ người ta đánh tới cửa, rồi mới biết phản kích. Không cần, Hạ Thiên phản bác nói, bọn ngu kia dám đến kiếm chuyện với ta nữa, thì ta sẽ trực tiếp diệt bọn hắn. Được rồi, người giỏi, Triệu Hiểu chắc trợn mắt chừng một cái, không còn lời nào để nói. Triệu Thanh Thanh nói với âm thập cửu, sau đó thì sao? Sao trên người ngươi lại đầy vết thương thế này? Sau đó, ứng Văn Sơn còn muốn mời cao thủ của Nam Thiên Môn cùng đi khắp nơi để giết chủ nhân, âm thập cửu hồi đáp tiếc là phần lớn người đều không đồng ý cái kế hoạch này người tham dự hội nghị có một cao thủ lưng gù tên là mộc lưng gù bỗng nhiên nổi đoá nói là ai ngăn cản hắn giết chủ nhân hắn liền giết kẻ đó sau đó liền làm nổ thuốc nổ đặc chế thực lực của ta không cao nên đã bị thương từ vụ nổ chỉ là ta cảm thấy tên mộc lưng gù kia thực sự rất đáng sợ có thể sẽ tạo thành mối uy hiếp cho chủ nhân cho nên mới cố ý chạy tới đây cảnh báo Chuyện này nghe có chút phức tạp, trong đó có rất nhiều thông tin chưa thể chứng thực. Dù là Triệu Thanh Thanh hay là Triệu Hiểu Trác đều không cách nào tin tưởng người trước mắt này. Hạ Thiên lại nói, hắn trúng qua châm của ta, nên không thể nào nói dối ở trước mặt ta được. Tên ngu ngốc kia đã tới rồi. ầm, um, Lúc này, một tiếng nổ to lớn bỗng nhiên gây chấn động bốn phương tám hướng, hơn một nửa chỗ ở Triệu gia đã trực tiếp bị nổ thành cho tàn. Chương 2307 một lời không hợp liền nổ bom. Hạ Thiên, cút ra đây cho ta. Bên ngoài vang lên một tiếng gào thét điếc tai nhức óc, sau đó liền gặp một người đàn ông trung niên lưng gù nhảy qua đây, sắc mặt vô cùng tức giận. Ta biết ngươi còn chưa chết, mau ra đây, để ta nổ chết ngươi. Người đàn ông lưng gù nhìn chung quanh trong khói bụi mịt mù, cái miệng không ngừng kêu gào. Cách đó không xa, Hạ Thiên ôm Triệu Thanh Thanh, mặt lạnh như tiền nhìn người đàn ông lưng gù triệu hiểu chắc thì lại dùng một tay chỉ âm thập cửu, tay còn lại thì đỡ tường đổ liên tục thở hổn hển hạ thiên ngươi lại từ đâu trêu chọc phải tên thần kinh này thế triệu hiểu chắc cười khổ nhìn bị chỗ ở triệu ra bị nổ thành phế tích mẹ nó đây là sản nghiệp tổ tiên nhà ta ngươi bồi thường đi đầu óc ngươi có bệnh à nhà của ngươi là do tên đần đó làm nổ liên quan gì tới ta hạ thiên liếc nhìn triệu hiểu chắc một cái khó chịu nói triệu hiểu chắc chừng mắt lại càng khó chịu hơn, nói, ngươi không nghe thấy hắn đang gọi tên ngươi à, không cần phải nói đây rõ ràng là phiền toái do ngươi gây ra, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Ta không quen biết tên đần đó, cũng chưa từng thấy hắn. Hạ thiên nhìn người đàn ông lưng gù đó, trực tiếp lắc đầu nói, và lại, ta chưa bao giờ gây phiền toái, là bọn đần kia cứ thích kiếm chuyện với ta. Lại cái câu giải thích này nữa, triệu hiểu chắc rên nhẹ một tiếng, hơi bực mình, nói, nói chung ngươi mau giải quyết tên kia, nếu không thì một nửa chỗ ở còn lại của Triệu gia ta sẽ không còn nữa, nơi đó có gian phòng mà Vũ Cơ và Yêu Yêu từng ở trước kia. Hạ Thiên nhìn thấy người đàn ông lưng gù đang đi tới một nửa chỗ ở của Triệu gia, quả thật có chút lo lắng, gian phòng của hai lão bà đại và tiểu Yêu Tinh quả thật không thể để đồ đần này làm nổ. "Này, đồ đần, ta ở chỗ này." Hạ Thiên kêu một câu với người đàn ông lưng gù kia. Tên đàn ông lưng gù đó nghe được âm thanh, quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thiên. Trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ oán độc, Hạ Thiên, người quả nhiên ở đây, để mạng lại. Sư phụ, người này thực sự là oán hận người ngút trời. Triệu Thanh Thanh không nhịn được hỏi, người thật sự không có chút ấn tượng gì về hắn sao. Hạ Thiên tương đối thẳng thắn, trực tiếp lắc đầu, không có. Chết hết cho ta, người đàn ông lưng gù không nói hai lời, trực tiếp đưa tay chỉ về phía Hạ Thiên, chỉ thấy phía sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một khe nứt sau đó liền có mười mấy đạo ánh lửa bắn vèo ra từ bên trong là bom mini, ni, tránh mau, triệu hiểu chắc nhìn thấy loại ánh lửa này, ra đầu lập tức tê dại, lớn tiếng nhắc nhở. hạ thiên quả thật rất nhanh, tránh nhanh hơn những người khác rất nhiều, thậm chí ngay cả triệu thanh thanh cũng không kịp chú ý tới. vãi trưởng, người tránh kiểu này thì mất nhân tính quá. triệu hiểu chắc không nhịn được phỉ nhổ một câu, ngay cả thanh thanh tỷ cũng không mang theo à? Triệu Thanh Thanh chừng Triệu hiểu chắc một cái, người nhìn kỹ đi rồi hắn nói: "Hả, Triệu hiểu chắc chờ một hồi, phát hiện những quả bom kia lại không có nổ tung, không khỏi có chút kỳ quái. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mà Hạ Thiên đã bắt hết những quả bom do người đàn ông lưng gù đó bắn ra vào trong tay. Người đàn ông lưng gù càng phẫn nộ hơn, quát Hạ Thiên: "Ta xem người có thể ngăn cản được bao nhiêu phát." Thân ảnh của Hạ Thiên lóe lên, đi tới bên cạnh người đàn ông lưng gù giơ tay liền đập bẹp những trang bị dính sau lưng hắn. người cho rằng làm như vậy là có thể ngăn cản được ta sao? người đàn ông lưng gù cười gần không ngớt, thân thể cấp tốc tỏa nhiệt bành trướng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. sau đó hét lớn một tiếng, Hạ Thiên, đi chết đi cho ta. thích chơi bom đúng không? vậy cứ để người tự mình nếm thử mùi vị của bom. Hạ Thiên hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp nhét toàn bộ bom lấy được vừa nãy vào trong miệng người này, sau đó tiện tay đâm hắn thêm một châm khổ khổ khổ, người đàn ông lưng gù kinh hoàng không ngớt, liên tục đưa tay ôm cổ họng, nhưng đáng tiếc vô dụng, đành phải nhìn Hạ Thiên với vẻ oán độc hơn, Hạ Thiên, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Triệu Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, người với sư phụ ta rốt cuộc có thủ oán gì, cần gì phải thành ra như thế chứ? Hừ, ta với hắn có huyết hải thâm cừu, người đàn ông lưng gù chỉ vào Hạ Thiên, ngay thời điểm vừa muốn kể chuyện cũ, Hạ Thiên bỗng dưng mở miệng ngắt lời. Nói ta không rảnh nghe đồ đần nhà ngươi nói nhảm, những tên đần khác đang ở đâu, bây giờ cùng nhau giải quyết một thể luôn. Ta sẽ không nói cho ngươi. Người đàn ông lưng gù trừng mắt lên, "Quát Hạ Thiên, coi như ta không giết được ngươi, bọn họ cũng nhất định sẽ giết ngươi." Ngươi không nói, ta cũng có thể tìm ra, chỉ là chẳng muốn lãng phí thời gian. Hạ Thiên đã sớm mất hứng lắng nghe lý do báo thù của tên đần này, quay đầu nói với âm thập cửu, "Ngươi dẫn ta đi tìm bọn ngu kia." âm thập cửu gật gù, lập tức cất bước về phía trước, chuẩn bị dẫn đường cho Hạ Thiên. Người đi chậm quá, Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó tay trái nhấc âm thập cửu lên, tay phải mang người đàn ông lưng gù đó theo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất. chương 2308, có bao nhiêu người gọi ra hết đi? Ngoại ô Kinh Đô, ở một biệt thự xa hoa nào đó. Ở đây cũng rất bừa bộn, có thể thấy lúc trước nhất định đã xảy ra vụ nổ khốc liệt, đâu đâu cũng có gạch nát tường vỡ, tan tành hoa lá, còn có một hai bóng người bị đè dưới tường vỡ. Cái quái gì vậy, có chuyện gì thế này? Ứng Văn Sơn nằm ở bên trong phế tích, sắc mặt nóng nảy quát người đàn ông áo ra, người từ đâu mời tên tâm thần này tới vậy, một lời không hợp liền nổ bom. Tần khí tật buồn dầu xoa xoa mi tâm, tìm ra từ trong một bệnh viện tâm thần, bởi vì hắn có thiên phú cực cao về bom và cải tạo thân thể, cho nên thu nhận hắn vào thiên cung. Vấn đề về tinh thần của hắn vốn dĩ đã dùng thuốc của thiên cung để ổn định, không ngờ là hôm nay lại đột nhiên phát tác. Mẹ nó, là tên tâm thần thật à, ứng văn sơn thầm mắng một tiếng suối quẩy, sau đó nói, hắn với tên hạ thiên kia rốt cuộc có thâm cửu đại hận gì, sao lại kích động như thế. Tần khí tật trực tiếp lắc đầu, không rõ nữa, chỉ nghe nói hắn họ lý, rất có thể có chút quan hệ với lý gia trong quá khứ, cho nên mới hận hạ thiên đến thấu xương, khiến bệnh cũ của hắn trực tiếp tái phát hắn hẳn là đi tìm Hạ Thiên rồi thì phải. Con người của ứng văn sơn đảo một vòng, do dự hỏi. Chắc là vậy, tần khí thật hơi lo lắng, ứng thiếu ra, chỉ bằng chúng ta rời đi trước đã, nói không chừng Hạ Thiên sẽ tìm tới nơi này. Tốt nhất là hắn thật đi tìm đến đây, cũng đỡ tốn thời gian ta đi tìm hắn. Ứng Văn Sơn thản nhiên nói, trước hết kiểm kê nhân số, xem có kẻ xui xẻo nào đi đời không. Không cần kiểm, đã chết hai người, nhưng đều là người mới, thực lực không cao. Còn mất tích một người, tần khí tật cũng cảm thấy xuất quân bất lợi, thương lượng chuyện lớn còn chưa bắt đầu, bản thân liền bị nổ tan tành, mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ứng Văn Sơn tiếp lời hỏi, ai mất tích? Âm thập cửu, trước kia là người thuộc chi nhánh nước ngoài của âm y môn, 10 năm trước bị thiên cung hợp nhất. Tần khí tật chậm rãi nói, y thuật của hắn cũng không tệ lắm, hơn nữa tương đối am hiểu về tổng bộ âm y môn, có tác dụng lớn đối với kế hoạch tiến vào đảo Sương Nguyệt sau này của chúng ta. Mất tích thì mất tích thôi, cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, mua chuộc thêm một người thuộc âm y môn từ chỗ của tỷ tỷ ta là được. Ứng ừ Văn Sơn kinh hoàng không thôi, nhìn Tần Khí Thật, không nhịn được lại hỏi, những người còn lại đều có thể tin được chứ, tuyệt đối đừng xuất hiện thêm tên tâm thần nào nữa. Sẽ không, những người còn lại đều là người mà Thiên Cung chúng ta bồi dưỡng từ nhỏ. Tần Khí Thật vỗ vỗ bộ ngực, ra vẻ cam đoan tuyệt đối sẽ không có vấn đề, chỉ là kế hoạch tiếp theo. Ứng ừ Văn Sơn cắn răng một cái, lạnh giọng nói kế hoạch vẫn như cũ. Muốn làm việc lớn nhất định phải thử thực lực của bọn hắn trước đã, cứ dùng hạ thiên mài dao rồi tính sau, sẵn tiện bồi dưỡng sự ăn ý giữa bọn hắn. Không cần bồi dưỡng, ngày hôm nay bọn đần các ngươi đều phải chết. Lúc này, một âm thanh xa lạ đột nhiên vang lên. Tần khí tật nghe được âm thanh này, trong lòng dùng mình, trong nháy mắt lùi lại mấy chục mét, đồng thời cảnh giác xung quanh, để những người khác chuẩn bị tinh thần, làm ra tư thế phòng ngự. Hừ, Hạ Thiên, là ngươi, ứng văn sơn nghe giọng nói này tương đối quen tai, dù sao ngày hôm nay mới bị chủ nhân của giọng nói này đánh cho một trận, lưu lại ấn tượng cực sâu cho hắn. Các ngươi chỉ có nhiều đây người thôi sao? Sau khi Hạ Thiên lộ thân hình, tiện tay ném người đàn ông lưng gù và âm thập cửu xuống đất, ngắm nhìn bốn phía, đừng núp nữa, đều ra đây đi, còn có trợ thủ gì cứ kêu hết một lượt ra đây, ta chẳng muốn đi tìm từng tên một nữa, ngày hôm nay giải quyết bọn đần các ngươi một thể luôn. Ứng Văn Sơn suy cười một tiếng, hơi khinh bỉ nói, quả nhiên vẫn không coi ai ra gì, Hạ Thiên, ngươi sẽ không cảm thấy mình vô địch thiên hạ thật rồi đấy chứ. Không cần cảm thấy, ta chính là vô địch thiên hạ. Vẻ mặt của Hạ Thiên đầy tự tin, bọn đần các ngươi không phải muốn giết ta sao, hiện tại ta đến đây rồi, các ngươi còn không mau động thủ, ta đang chờ trở, trở về để bồi tiếp thanh thanh nha đầu và cửu nha đầu. Hạ thiên, người quả thực ngông cuồng không có điểm dừng. Ứng văn sơn đích thật sắp nổi điên, quát tần khí thật, để bọn họ chuẩn bị động thủ, làm thịt cái tên ra hỏa ngông cuồng tự đại này ngay bây giờ. À, đúng rồi, các ngươi chỉ có 3 phút, hạ thiên tựa hồ nhớ tới chuyện gì, thuận miệng nhắc nhở một câu. 3 phút, ứng văn sơn ngẩn người, có ý gì? Hạ Thiên đưa tay chỉ người đàn ông lưng gù đang quỳ gối cách hắn không xa, lời biếng nói, bom trong cơ thể đồ đần này còn 3 phút nữa thì sẽ nổ. Hắn muốn nổ thì nổ, có liên quan đếch gì đến bọn ta? Ứng Văn Sơn khó hiểu mắng chửi, đúng là khó hiểu. Năng lực phân tích của đồ đần ngươi đúng là kém. Hạ Thiên cũng không hề úp mở gì, nội trong 3 phút, các ngươi không để cho ta hài lòng, thì các ngươi đều sẽ bị đồ đần này nổ chết. Để ngươi hài lòng, Ứng Văn Sơn hừ lạnh nói, mẹ nó, ta để ngươi chết. Tiếng nói vừa dứt, cả người liền hóa thành một cái bóng đánh úp về phía Hạ Thiên. Những cái bóng này giống như có sinh mệnh, cấp tốc lan tràn trên mặt đất và giữa không trung, đan sen với bóng đêm dày đặc, hóa thành quái thú to lớn. Hạ Thiên, người tính sai, bây giờ là buổi tối. Giọng nói của ứng Văn Sơn truyền ra từ trong quái vật bóng tối to lớn, thiên cung bọn ta có vô số thủ đoạn thần kỳ, nếu đã cải tạo thân thể của con người, thì đồng thời cũng có thể kích phát dị năng của người đó. Vạn ảnh vệ của ta chính là dị năng có thể điều động cái bóng, bóng đêm càng dày, uy lực sẽ càng mạnh. Không cần người khác giúp, ta cũng có thể giết ngươi. Người chung quanh nhìn thấy quái vật bóng tối khổng lồ đó, mỗi người đều bị kinh sợ, đích thật không ngờ rằng ứng văn sơn lại có năng lực kinh khủng đến thế. Vị ứng thiếu gia này ít nhất có thực lực của cấp bậc thiên vương, phải không? Hắn không phải là thiên tướng mới được bình chọn vào năm ngoái sao? lẽ nào hắn che giấu thực lực tên hạ thiên đó tuyệt đối chết chắc một quyền của thiên vương thái sơn cũng phải vỡ cũng chưa hẳn hạ thiên đã đánh ngất đa đại sư chỉ bằng một quyền thực lực không thể coi thường bây giờ là buổi tối là sân nhà của ứng đại thiếu hạ thiên tuyệt đối sẽ bị oanh sát thành cặn bã chưa kể còn có chúng ta chờ xíu nữa tìm cơ hội bồi thêm hai đao không tin không giết được hắn âm thập cửu cũng âm thầm hoảng sợ xem tình hình thì hiện giờ Hạ Thiên sắp ngỏm tại đây rồi. chương 2309, mấy lần phá thế giới hai người bọn ta. Hạ Thiên vẫn trưng ra vẻ mặt khinh thường như cũ, bĩu môi nói, lại là mấy chiêu số rác rưởi chỉ được có cái mã ngoài, nhìn là biết chẳng có gì hay ho rồi, người nổ tung cùng với tên mốc lưng gù kia đi. Bản thiếu gia đập ngươi nổ trước, ứng văn sơn giờ cánh tay giống như một ngọn núi lên, nâng quả đấm nặng nề ra đòn về hướng Hạ Thiên chết đi cho ta. Chát, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, quả đấm khổng lồ này của Ứng Văn Sơn bị Hạ Thiên thờ ơ chế trụ. "Đã nói rồi, loại chiêu số lè lẻo này vô dụng với ta." Hạ Thiên vẫn mang bộ dáng lười biếng, tiện tay vỗ liền phá âm ảnh cự quyền của Ứng Văn Sơn thành một luồng khói màu đen. "Sao có thể như thế, ta không tin." Thân hình Ứng Văn Sơn giống như bong bóng xì hơi nhanh chóng xẹp xuống, biến trở về bộ dáng vốn có, vẻ mặt hoàn toàn không tin nổi. Ban ngày mặc dù hắn bại dưới tay Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không để trong lòng, bởi vì hắn cũng không suốt toàn lực. Sự tự tin của hắn đối với thực lực bản thân cũng đến từ chiêu này, hắn tự nhận là trên đời này không có ai có thể chống đỡ được cánh tay sát thủ của mình. Xong, sự thật trước mắt đã chứng minh, cánh tay sát thủ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt Hạ Thiên, vẫn không đáng nhắc tới như cũ. Loại tranh lệch như sông với biển này, khiến ứng Văn Sơn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được, những người khác cũng khiếp sợ đến trợn mắt hốc mồm. Là ta hoa mắt ư, hạ thiên lại chặn được. Vạn ảnh vệ lại dễ dàng bị phá giải như vậy sao? Hạ thiên này cũng quá đáng sợ rồi. Quả thực kinh khủng. Tần khí tật nhíu chặt mày, hiển nhiên cũng không nghĩ đến thực lực hạ thiên lại cao đến trình độ này. Trong lòng không khỏi thầm mắng ứng văn sơn là tên ngu xuẩn, vì thù oán cá nhân lại đi trêu chọc sát tinh này còn liên lụy đến hắn. Âm thập cửu cũng sợ hãi than không dứt 12 năm trước hắn đã biết hạ thiên lợi hại, không nghĩ tới hạ thiên hiện tại so với trước kia càng sâu như bể, sâu đến không lường được. 3 phút đồng hồ sắp hết rồi. Hạ Thiên liếc mắt nhìn những kẻ đang xem kịch kia, nếu đám ngu ngốc các người còn không lên thì cùng nhau ăn bom đi. Tần Khí tật vội vàng yếu thế nói, "Hạ Thiên, thật ra thì chúng ta cũng không có ý mạo phạm ngươi, kế hoạch đối phó ngươi cũng là ý nghĩ cá nhân của Ứng Văn Sơn, chúng ta cũng không có đồng ý." Những người khác đã tỉnh hồn lại, lập tức đồng tình với cách nói của tần khí thật đúng vậy đây đều là trò quỷ của ứng văn sơn chúng ta cũng phản đối cái kế hoạch này thế nhưng hắn lại cứ khư khư cố chấp hôm nay ta mới về nước chuyện này không liên quan đến ta những người đó cố gắng phủi sạch quan hệ giữa bọn họ và ứng văn sơn sợ bị hạ thiên nhớ đến có mấy người còn muốn lặng lẽ trốn chạy rời khỏi đất thị phi này ta cho các ngươi đi chưa trong giọng nói hạ thiên lộ ra chút không hài lòng Hạ Thiên vừa dứt lời, có mấy người cũng tức giận, lạnh giọng nói, chúng ta cũng giải thích rồi, vây giết người đó là ý của một mình ứng văn sơn, không liên quan đến bọn ta, người còn muốn thế nào nữa. Ta đã nói rồi, hôm nay đám ngu ngốc các ngươi đều phải chết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, dĩ nhiên, nếu như các ngươi có thể để ta đánh đã ghiền, có lẽ ta sẽ cho các ngươi một cơ hội giữ mạng. Một thanh niên trẻ tuổi tướng Mạo Anh Tuấn không kiềm được cơn tức giận, mắng Hạ Thiên, mẹ kiếp, người nghĩ ngươi là ai, thiên vương lão tử hay là diêm la vương hả? Sống chết của chúng ta, tại sao phải tùy ngươi quyết định? Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai cũng không ngăn được ta. Vậy ngươi đi thử một bước xem, hạ thiên bĩu môi. Thanh niên anh Tuấn hử lạnh một tiếng, cất bước định rời đi, kết quả phát hiện thân thể mình thật giống như biến thành nham thạch, không thể động đậy, mặc dù dùng hết sức lực toàn thân, cũng không có cách nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Ngươi đã làm gì ta? thanh niên anh Tuấn ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, không khỏi thầm đoán nhất định là tên khốn này dở cho quỷ. Mấy người khác thấy thanh niên anh Tuấn bị như vậy, trong lòng cảm giác không ổn, tiếp theo phát hiện bọn họ cũng không nhúc nhích được nữa. Hạ Thiên, chúng ta thật sự không có ác ý, tần khí tật cũng thử một phen, quả nhiên hắn cũng không ngoại lệ, chẳng qua là hắn nghĩ không ra Hạ Thiên đã động tay động chân với bọn họ lúc nào, Hạ Thiên không thể nào nói là làm ngay. Chỉ cần nói một câu như vậy là có thể khiến bọn họ phải đứng yên, hạ thiên cũng không phải là tôn ngộ không trên thế giới cũng không có định thân thuật gì đó các ngươi có ác ý hay không có liên quan gì đến ta sao hạ thiên tùy ý đáp ta chỉ muốn đánh chết các ngươi tránh cho đám ngu ngốc các ngươi hết lần này tới lần khác thò đầu ra quấy dày thế giới hai người của ta với cửu nha đầu còn có thanh thanh nha đầu tần khí tật sửng sốt không phải là ba người sao tại sao lại thành thế giới hai người rồi nhưng vấn đề này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là làm thế nào để Hạ Thiên đổi ý, nếu không, hắn thật sự không biết làm sao. chương 2310, đều là phế vật. Đã đến giờ rồi, Hạ Thiên lười biếng rũi lưng một cái, vẻ mặt tùy ý nói, không lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Đợi một chút, Hạ Thiên, ngươi sẽ không thật sự muốn giết chúng ta đấy chứ. Tần khí tật nóng này, vội vàng nói, chúng ta là người trong thiên cung, là đồng môn với ứng hiểu nguyệt, nếu ngươi giết chúng ta, thiên cung sẽ không thể nào bỏ qua cho ngươi. Hạ thiên hơi khó chịu nói, tên ngốc ngươi đang uy hiếp ta à? Đây không phải là uy hiếp, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi thôi, ngươi làm như vậy hoàn toàn không đáng. Tần khí tật vội thuyết phục Hạ thiên, ứng văn sơn là con độc nhất của môn chủ nam thiên môn, nếu ngươi giết hắn rồi, tuyệt đối sẽ cùng nam thiên môn không chết không thôi, cũng kết thù với thiên cung, chuyện này đối với ngươi hoàn toàn không có lợi. Mà ta cũng chưa hề làm gì ngươi, ngươi, lại nhải nhiều quá, Hạ Thiên chẳng thèm nghe, thân hình chợt lóe, trực tiếp vứt tần khí tật, ứng văn sơn cùng những người khác ở đó qua một bên, lại mang tên đàn ông lưng gù nuốt bom kia đặt giữa đám người. Âm thập cửu ngơ ngác, bởi vì hắn cũng bị Hạ Thiên ném vào đám người, hắn muốn há mồm nhắc nhở Hạ Thiên nhưng phát không ra tiếng. Hạ Thiên, chờ một chút, lúc này, ứng hiểu nguyệt mang theo mấy người nhanh chóng chạy tới, từ xa đã la lớn về hướng Hạ Thiên, tạm thời khoan động thủ, chỉ cần ngươi giữ lại mạng đệ đệ ta ta hứa sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của ngươi hạ thiên bĩu môi muộn rồi chết hay không thì phải xem vận may của hắn bùm một tiếng nổ thật lớn quả bom trong thân thể tên đàn ông lưng gù đúng lúc ầm ầm nổ vang mấy thân người bị nổ bay ra ngoài tại chỗ chỉ còn lại hố sâu mấy thước mau tìm đệ đệ ta trước ứng hiểu nguyệt vẻ mặt phức tạp nhìn hạ thiên vừa phân phó mấy người phía sau tìm kỹ xem có ai còn sống không hạ thiên ngáp một cái định trở về tìm cửu nha đầu tiếp tục ngủ hạ thiên ngươi sẽ không nghĩ cứ như vậy mà đi đấy chứ ứng hiểu nguyệt cưỡng chế cơn tức giận trong lòng lạnh giọng nói sát thương nhiều người của thiên cung ta như vậy chẳng lẽ không định giải thích gì sao tại sao ta phải giải thích với ngươi hạ thiên bày ra biểu tình khó hiểu ứng hiểu nguyệt chỉ vào đống hỗn độn đầy đất ngươi không định nói những thứ này không liên quan đến ngươi đấy chứ thì quả thật đâu có can hệ gì đến ta hoàn toàn là tự những tên ngu ngốc này muốn chết. Hạ Thiên xem thường nói, ta sớm đã cảnh cáo các ngươi rồi, không nên tới phiền ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lúc trước nể mặt cửu nha đầu, ta mới bỏ qua cho tên đệ đệ ngu ngốc của ngươi, đáng tiếc hắn không rút kinh nghiệm, lại muốn gây sự, ta không thể làm gì khác đành giết chết hắn trước. Ứng Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, dù nói thế nào, hắn cũng là đệ đệ của ta, ngươi giết hắn, ta không thể để ngươi dễ dàng rời đi như vậy được chớ giả bộ, cái tên ngu ngốc kia chết, trong lòng ngươi không biết mừng tới cỡ nào. Hạ thiên trực tiếp vạch trần ý nghĩ sâu trong nội tâm ứng hiểu nguyệt, đám thiên cung địa cung, nam thiên môn bắc thiên môn gì gì đó của các ngươi, tốt nhất đừng đến phiền ta, nếu không ta sẽ trực tiếp ra tay diệt nó. Được rồi, chuyện ngày hôm nay, coi như là đệ đệ ta gieo gió gặt bão. Ứng hiểu nguyệt bây giờ vẫn còn chỗ cần dùng đến hạ thiên, chỉ có thể cố nén cơn cuồng nộ hoặc có thể nói là cơn mừng như điên trong lòng, giả bộ nói, nhưng thiên cung chúng ta, còn có nam thiên môn, cũng không phải là đồ chơi cho người tùy ý xoa nắn. Hạ thiên, người phải biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho dù hiện tại không có ai là đối thủ của ngươi, cũng không đại biểu là tương lai không có, lại càng không có nghĩa là thiên cung chúng ta không có. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hạ thiên lười biếng nói, nếu thật sự ngoài người còn có người, vậy cũng chỉ có thể là con người ta, cho dù thật sự ngoài trời còn có trời, vậy cũng chỉ có thể là hạ thiên ta. Ứng hiểu nguyệt giận quá hóa cười, cảm thấy hạ thiên quả nhiên cuồng vọng đến không còn thuốc cứu. Phải biết rằng trong thiên cung bọn họ, thiên tài yêu nghiệt đếm không hết, lại còn có đám quái vật đã trải qua cải tạo thân thể và kích thích tiềm năng, chỉ là vẫn luôn chấn thủ tổng bộ, không có phái về nước thôi. Hạ thiên tùy ý nói, còn nữa, nếu như ngày mai ngươi không tìm được cái đảo nát tên xương nguyệt kia, vậy ngươi cũng không còn giá trị gì, tự tìm miếng đậu hủ đụng đầu đi ngươi, ứng hiểu nguyệt nhìn hạ thiên trầm trầm hồi lâu, dần dần bình ổn cảm xúc trong lòng, thản nhiên nói, đảo xương nguyệt đã định vị thành công, ngày mai là có thể lên đường, gặp nhau ở bến tàu Tân Cảng, chúng ta trực tiếp ngồi du thuyền ra biển, vé tàu ta sẽ phái người đưa đến. Ta trở về tìm cửu nha đầu đi ngủ đây, lời còn chưa nói hết, cả người hạ thiên đã biến mất không thấy. Thưa phó môn chủ, chỉ có hai người còn sống, những người khác đều đã chết một bóng người đột một vỏ đến phía sau ứng hiểu nguyệt, nhẹ giọng hồi bẩm Ứng hiểu nguyệt nghe nói như thế, lông mày theo bản năng khẽ nhếch lên, âm điệu cũng cất cao, người sống có ai. Tô mộng lệ và âm thập cửu, giọng nói của bóng người kia không có nửa điểm sao động. Sống thì mang về chữa thương. Không hiểu sao ứng hiểu nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm tiếp theo hạ lệnh, thu dọn thi cốt đệ đệ ta cho ổn thỏa, sau khi hỏa táng lập tức đưa về nhà. Dạ, bóng người kia gật đầu đáp ứng, đợi một lát lại hỏi, như vậy những người khác. Đều là phế vật, toàn bộ nghiền xương thành cho, mà thôi quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Trong lòng ứng hiểu nguyệt cũng bừng bừng lửa giận, suy nghĩ chuyện khác, lại nói, lập tức báo cho đa đại sư, bảo hắn trở lại ngay, buổi tối có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Bên kia, Hạ Thiên trở lại khách sạn, lại phát hiện A Cửu cũng không ở trong phòng, không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái. chương 2311, A Cửu gặp cướp. Lúc này, A Cửu đang ngồi một mình trong tàu cao tốc đi Tân Cảng. Thật ra thì với thực lực của nàng bây giờ, căn bản không cần ngồi bất kỳ phương tiện giao thông nào, có thể dùng khinh công hoặc trực tiếp chạy tới cũng nhanh hơn nhiều, nhưng nàng không biến thái như Hạ Thiên, trong lòng vẫn mang ý nghĩ muốn làm một người bình thường. Sở dĩ A Cửu muốn tránh Hạ Thiên, cũng không phải có chuyện gì bí mật không thể để Hạ Thiên biết, chỉ là có chút chuyện riêng muốn thu xếp, không muốn bị tên kia dây dưa trên giường mà thôi. Dĩ nhiên, để tránh phiền toái không cần thiết, A Cửu lựa chọn khoang hạng thương ra tương đối ít người ngồi, hơn nữa còn cẩn thận mang mũ, mắt kiếng và khẩu trang, che hết cả khuôn mặt. Đáng tiếc là, mặc dù A Cửu bày ra tư thái người lạ chớ gần, nhưng vẫn có vô số người say mê nhìn ngắm nàng như cũ. Điều này cũng khó trách, bất luận là ai, chỉ cần vừa nhìn thấy thân hình, khí chất của A Cửu, thì tuyệt đối sẽ nghĩ đây là một người đẹp, hơn nữa còn là loại đẹp tuyệt trần rất hiếm thấy kia mấy hành khách khác ngồi trong khoang thương gia, dọc theo đường đi cũng liếc trộm A Cửu, trong mắt tràn đầy mong muốn đến làm quen thử. Chẳng qua là ngại thái độ lạnh lùng xa cách của A Cửu, nên nhất thời chưa được quyết tâm cho lắm. Có tiếng chuông báo còn 30 giây nữa chuyến tàu từ Kinh Đô đến Tân Cảng sẽ cập bến, sắp phải đứng dậy rồi. Nghe được tiếng phát thanh nhắc nhở trong khoang, thân thể A Cửu hơi nghiêng về phía trước. Bên cạnh có một thanh niên mặc đồ Tây phong cách thoải mái rốt cục không nhịn được nữa, nói với a cửu chào người đẹp người cũng đi tân cảng à? thật trùng hợp ta chính là người tân cảng nơi đó chỗ nào ta cũng vô cùng quen thuộc có thể lái xe đưa ngươi đi bất cứ lúc nào không cần a cửu nhàn nhạt nói đứng dậy liền đi tới cửa thanh niên vận đồ tây lập tức đứng dậy đi theo vội vàng hô người đẹp đừng khách khí như vậy mà đợi chút để ta lấy hành lý giúp ngươi cảm ơn ta không có hành lý a cửu trước kia cũng thay mặt y tiểu âm đi giao tiếp cho nên tính tình từ trước đến giờ cũng không tệ lắm, chẳng qua nhiều lần bị Hạ Thiên chọc giận đến sù lông. Hiện tại mặc dù tính cách thật bắt đầu dần dần lộ ra, nhưng vẫn duy trì được sự lễ phép và thiện ý cơ bản. Tiếc là, người không biết ý trên thế giới này thật sự quá nhiều, người tự cho là đúng lại càng nhiều vô số kể. Vị thanh niên vận đồ Tây trước mắt này vừa vận chính là loại tự cho là đúng kia. Nghe A Cửu trả lời, liền tự nhiên cho là mình có sức hấp dẫn siêu quần, người đẹp trước mắt này đã bị hắn khuất phục. Này người đẹp, đừng khách khí, lại đây, ta cầm túi giúp ngươi. Thanh niên vận đồ tây đưa tay ra định cầm lấy túi sách trong tay A Cửu. A Cửu có chút không vui, lạnh lùng liếc hắn một cái. Người này chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị ngâm nước đá, động tác ngừng lại trong nháy mắt. Ngươi làm gì đấy, muốn cướp túi sách phải không? Bên cạnh lập tức có một người trẻ tuổi khác xông lên. Một cước đá thanh niên vận đồ tây kia ngã lăn ra, mới vừa rồi đã thấy ngươi không được bình thường, luôn liếc trộm nàng ta, khẳng định là trong lòng có quỷ, người đẹp yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ấy, người đẹp đâu rồi? Lúc hai người kia đang cãi nhau ẩm ý, A Cửu liền trực tiếp rời bước rời đi, không có hứng thú diễn trò với bọn họ, lại càng không muốn lãng phí thời gian vì loại chuyện này. Tuy vậy, A Cửu cũng thầm may mắn là Hạ Thiên không đi cùng, nếu không hai người này phỏng trừng sẽ bị đánh một trận sau đó ném ra ngoài, gặp phải phiền toái không cần thiết. A à, A à cửu mới vừa nghĩ như vậy đã nghe thấy phía sau vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy có hai bóng người đột một bay lên trời, bay đến hơn 10 mét rồi hạ cánh xuống thùng rác, khiến những người chung quanh kinh hô. Không cần phải nói, nhất định là tên lưu manh đáng chết kia làm rồi. A à cửu thở dài, vốn đang cho là có thể giấu giếm thêm một lát, không ngờ nhanh như vậy hắn đã tìm tới. Cửu nha đầu, bỏ rơi chồng mình là không đúng. Quả nhiên thắt lưng A Cửu bị siết chặt, Hạ Thiên xuất hiện bên cạnh nàng, một tay tự nhiên ôm eo nàng. A Cửu liếc Hạ Thiên, thuận miệng hỏi, chuyện bên Triệu Thanh Thanh giải quyết xong rồi à? Giải quyết rồi, cũng không phải chuyện gì lớn. Hạ Thiên cười hì hì, nhìn A Cửu, Cửu nha đầu, nàng không ghen đấy chứ. Ghen cái đồ quỷ nhà ngươi, A Cửu nhìn tình hình ẩm ý bên cạnh, chàng coi đi, vừa xuất hiện đã gây ra phiền toái như vậy rồi. Hạ Thiên khinh thường, bĩu môi nói chuyện này thì có cái gì phiền toái chứ hai tên ngu ngốc này lại đi nhòm ngó nàng không biến bọn họ thành thái giám là tốt lắm rồi 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 rời khỏi nơi này trước đã a cửu còn có chuyện cần làm thấy hai người kia đã được lôi từ trong thùng rác ra ngoài thân thể cũng không có gì đáng ngại liền lôi kéo hạ thiên ra khỏi ga tàu a cửu gọi một chiếc xe mang theo hạ thiên đến một khu biệt thự hạng sang nàng tới đây cũng vì muốn gặp một người bạn thuận tiện giúp người nhà người bạn này chữa bệnh chương 2312, Sư Diệu Diệu. Lát nữa vào nhà, chàng cứ giữ yên lặng là được rồi, cứ để ta nói chuyện, biết không? Đứng trước một căn biệt thự theo phong cách châu Âu cận đại, A Cửu không nhịn được dặn dò Hạ Thiên mấy việc cần chú ý, còn có, dù thế nào cũng không được tùy tiện đánh người. Cửu nha đầu, ta chưa bao giờ tùy tiện đánh người. Hạ Thiên vô tội nói, cũng do những tên ngu ngốc kia muốn ăn đòn, ta vì muốn thỏa mãn nguyện vọng được ăn đòn của bọn họ mới đánh bọn họ thôi a à, cửu im lặng mặc cho người này nói hưu nói vượn bây giờ ta đi thăm một người bạn tốt của ta tóm lại chàng đừng làm loạn cũng đừng tùy tiện ra tay không đồng ý thì chàng trở về đi ta đi một mình được rồi ta biết rồi hạ thiên gật đầu bày ra bộ dạng rất nghe lời a à, cửu nửa tin nửa ngờ nhìn hạ thiên chằm chằm một lúc lâu mới lấy điện thoại di động ra gọi cho bạn tốt trước diệu diệu ta đã tới cửa nhà ngươi rồi a à, cửu nhi người đến nhanh như vậy các người chờ chút ta đang tắm trong điện thoại di động vang lên một giọng nói hưng phấn, để ta bảo quản ra mở cửa cho ngươi. A cửu cười nói, được, lúc này, Hạ Thiên bỗng nhiên cổ quái nhướng mày. A cửu nhạy cảm nhận ra ngay, quay đầu nhìn hắn một cái, sao vậy? Không có gì, Hạ Thiên thuận miệng đáp, A cửu cũng không nghĩ sâu xa, nhưng đợi vài phút, vẫn không thấy ai ra mở cửa, không khỏi có chút kỳ quái, lại gọi điện cho bạn tốt lần nữa, nhưng cũng không người nào bắt máy nghĩ rằng có thể đối phương đang tắm không tiện nghe điện thoại nên lại bấm chuông cửa lần nữa trong chuông cửa điện tử vang lên một giọng nói hơi lạnh lùng đây là dư phủ ai đó ta tên là a cửu là bạn của dư tiểu thư xin được gặp cô ấy a cửu nghe giọng nói này không khỏi nhíu nhíu mày nhưng vẫn giải thích rõ lý do kết quả không đợi nàng nói xong người bên kia đã trực tiếp dập máy chuyện gì thế này a cửu cảm thấy kỳ lạ cho nên lại nhấn chuông lần nữa đừng nhấn nữa, cút mau, nếu không ta cho bảo vệ đánh các ngươi. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ chuông cửa kia vang lên lần nữa, thái độ càng thêm ác liệt. Hạ Thiên hơi khó chịu nói, sao lại nói chuyện như vậy với cửu nha đầu, có tin ta đánh ngươi không? Giọng nói lạnh lùng kia trả lời, hừ, ngươi có thể thử xem. Ta thật sự được diệu diệu tiểu thư mời nên mới đến đây, không tin, ngươi có thể hỏi nàng ấy. Ta à, cửu ném cho Hạ Thiên một ánh mắt, để hắn bớt sen mồm, tiếp tục giải thích. Ở đây không có dư tiểu thư nào cả, cũng không có ai tên là Diệu Diệu, các người tìm lộn chỗ rồi. Giọng nói lạnh lùng kia rất là bất mãn mắng, mau mau biến đi, nếu không ta thật sự không khách khí với các ngươi nữa. Nói xong, một lần nữa thô lỗ dập máy. A à, cửu thậm chí có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình tìm lộn chỗ thật, nhưng nhìn nhìn số nhà trước cổng, đâu có tìm lộn địa chỉ. Cửu nhi, sao ngươi còn chưa đi vào? Cũng may điện thoại A Cửu kịp thời vang lên, quả nhiên là điện thoại Dư Diệu Diệu gọi tới. A Cửu thành thật trả lời, ta ở ngoài cổng nhà ngươi chờ nãy giờ gần 15 phút rồi, cũng không có ai ra mở cửa. Từ trong chuông cửa, có người gọi ra nói không có ai tên Diệu Diệu. Hả, Dư Diệu Diệu sửng sốt vài giây đồng hồ, nói tiếp ta đoán được có chuyện gì xảy ra rồi, ngươi chờ một chút, ta tự đi ra ngoài đón ngươi. A Cửu nói, được, lại qua 2 phút quả nhiên thấy một bóng dáng cao gầy từ trong biệt thự đi ra, xuyên qua đình viện khá rộng rãi, đi tới trước cổng chính. Cửu Nhi, ngươi lại có thể tới đây, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Người đến là một phụ nữ trẻ không tới 30 tuổi, mặc một chiếc áo thun màu da cam, phía dưới là quần cao bồi có những vết mài giả cũ, nhìn qua vừa tươi mát vừa quyến rũ, chỉ tiếc là trước ngực phẳng lì. Ta à, cửu tiến lên ôm lấy cô gái kia, nói cái gì đó, ta ở bên ngoài chờ thật lâu, Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì, không nói chuyện này nữa, đi vào trước rồi nói sau. Ánh mắt dư Diệu Diệu lóe lên, nhưng ngay sau đó lại chuyển đề tài, tiếp theo ánh mắt liếc về phía Hạ Thiên, không khỏi hỏi, hắn là? Ta à, cửu cũng không biết giới thiệu thế nào cho tốt, hắn là của ta. Là chồng của Cửu Nha đầu. Hạ Thiên nói chuyện cũng gọn gàng dứt khoát, ta tên là Hạ Thiên, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong Thiên Hạ đệ nhất. Ồ ánh mắt sư diệu diệu đột nhiên trở nên mập mờ, trêu chọc A Cửu, người còn nói cả đời này ngươi cũng không tìm đàn ông, không nghĩ tới. Tìm được một anh chàng dễ thương như vậy. Ở trong mắt sư diệu diệu, vẻ ngoài của Hạ Thiên chỉ có thể coi là bình thường, nhưng đã là người đàn ông của bạn tốt, tự nhiên phải khách khí một phen. Người nói sai rồi, Hạ Thiên nghiêm trang cải chính, ta không phải là anh chàng dễ thương, mà là anh chàng đẹp trai, là người đẹp trai nhất thế giới. Sư Diệu Diệu bị sự tự tin của Hạ Thiên làm cho choáng váng, không khỏi cười nói, bạn trai của ngươi thật là. Thú vị, cùng vào đi. Đừng quên mới vừa rồi chàng đã đồng ý với ta cái gì. A cử quăng cho Hạ Thiên một ánh mắt, nhẹ giọng nhắc nhở. Hạ Thiên không nói gì nữa, ngoại hình dư diệu diệu này cũng không hợp gu hắn, nên hắn cũng chẳng có hứng nói chuyện. Vừa hay, dư diệu diệu cũng nghĩ như vậy. Một nhóm ba người, xuyên qua núi giả, Đài phun nước trong sân mau chóng đi tới trước cửa biệt thự, mới vừa đẩy cửa đi vào, đã chạm mặt một người đàn ông dâu tóc bù xù, một chàng mắng mỏ đầy tức giận liền đổ ập xuống, chó mèo gì cũng tha vào nhà vậy hả, lập tức đuổi ra cho ta. Chương 2313, Bắt bệnh. Trước đây làm tỳ nữ của y tiểu âm, a à, cử từng tiếp đãi vô số nhân vật có máu mặt, những người này dù biến thái hay kỳ quái đến cỡ nào, ngoài mặt vẫn sẽ duy trì một số lễ phép căn bản. Người đàn ông trung niên trước mắt này, khoảnh khắc bọn họ vừa bước vào cửa đã chửi ầm lên, tình huống này thật đúng là khá hiếm thấy. Cha, bọn họ là bạn ta, tới đây làm khách. Sư diệu diệu vội vàng tiến lên mấy bước, đỡ lấy người đàn ông trung niên kia, nhẹ giọng nói bên tai hắn. Người đàn ông trung niên giật mình sướng sờ khoảng 1-2 giây, tiếp tục dùng giọng nói nổi giận đáp, à, là bạn ngươi hả, vậy thì nhiệt liệt hoan nghênh, ngươi nhớ tiếp đãi cẩn thận đấy. Dạ, ta sẽ, Dư Diệu Diệu biết điều gật gật đầu. Người đàn ông trung niên tức giận nói, được rồi, người đừng để ý, chào hỏi bạn bè đi, đừng để bọn họ cảm thấy Dư Phủ không biết đạo đãi khách. Dạ, được rồi, sư Diệu Diệu gật đầu đáp lời một lần nữa. Người đàn ông trung niên rời khỏi cánh tay đang đỡ của Dư Diệu Diệu, xoay người đi lên bậc thang, chậm rãi từ bậc thấp đi lên. Các người bỏ qua cho, ông ấy là cha ta, phương diện tinh thần có chút vấn đề, thật ra thì cũng không ác ý, Sư Diệu Diệu ấy náy cười cười với A Cửu cùng Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó lại quát người giúp việc bên cạnh, còn không mau đỡ cha ta trở về phòng nghỉ ngơi, không biết cha ta không ra gió được sao, lại còn để ông ấy đi ra. Người giúp việc kia lộ ra biểu tình kinh hoàng, cũng không dám cãi lại, trực tiếp tiến lên đỡ người đàn ông trung niên, mang theo hắn từng bước từng bước trở lên lầu. A Cửu cũng đã nhìn ra, người đàn ông trung niên này chẳng những có bệnh tâm thần tương đối nghiêm trọng, trên thân thể cũng có bệnh gì đó không tiện nói ra, bởi vì những phần da trên mặt và lộ ra ngoài đều có những vết bầm tím sập, chẳng qua nàng còn chưa biết tình huống cụ thể, cũng không tiện nói thêm gì. Tìm chỗ nói chuyện thoải mái trước đã, hai vị uống gì không? Dư diệu diệu nhìn người giúp việc đưa cha trở về, nhiệt tình dẫn Hạ Thiên và A Cửu rời bước đi về phía phòng khách bên cạnh. Cho xin cốc nước lọc là được, A Cửu thuận miệng nói, vừa chỉ chỉ Hạ Thiên, hắn cũng giống ta luôn sư diệu diệu lườm A Cửu, hơi oán trách nói, người nha, ta nói thế nào cũng là thiên kim nhà giàu, người tới nhà ta chơi lại chỉ đòi uống nước lọc, người khác còn tưởng rằng dư diệu diệu ta bạc đãi bạn bè. Lời tuy nói như vậy, dư diệu diệu vẫn theo ý A Cửu, rót cho nàng và hạ thiên mỗi người một ly nước lọc. Sau khi tán gẫu một lúc, dư diệu diệu mới từ từ đi vào chuyện chính, không khỏi buồn giàu nói, mới vừa rồi các người cũng thấy đó, trạng thái cha ta không được tốt cho lắm. Mấy tháng trước chỉ là bệnh nhẹ, Hiện tại bệnh đến ngay cả danh y tân cảng cũng bó tay hết cách. Ta biết trong số bạn bè chỉ có ngươi là hiểu y thuật, ta muốn mời ngươi giúp ta xem một chút, bệnh này của cha ta rốt cuộc là sao. Y thuật của ta cũng không tốt như tiểu thư nhà ta, tại sao ngươi không trực tiếp liên lạc tiểu thư nhà ta? A Cửu cũng không trực tiếp đồng ý, ngược lại hơi nghi ngờ, ta có thể giúp ngươi giới thiệu mà. Sư Diệu Diệu muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới lên tiếng, y tiểu thư là nữ thần y đệ nhất thiên hạ cái này ta cũng biết nhưng ta không thể liên lạc với cô ấy nguyên nhân ta cũng khó nói rõ được a cửu người bên cạnh y tiểu thư nhiều năm như vậy kỹ thuật khẳng định cũng nhận được chân truyền của cô ấy ta tin rằng ngươi nhất định có thể trị lành bệnh cho cha ta chuyện này ta không thể bảo đảm nhưng có thể để ta kiểm tra tình hình thân thể dư tiên sinh trước không a cửu mơ hồ cảm thấy bệnh của cha dư diệu diệu có chút kỳ quặc cũng may hạ thiên đang ở bên cạnh trong lòng nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều Sư Diệu Diệu trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, được, nhưng phải đợi một lát. Được thôi, A Cửu không rõ tại sao phải đợi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đại khái sau nửa giờ, có người giúp việc đi đến, nhẹ giọng nói mấy câu bên tai Dư Diệu Diệu. Bây giờ khám được rồi, mời hai vị đi theo ta. Dư Diệu Diệu cười cười với A Cửu, sau đó đứng dậy dẫn đường, ba người rời khỏi phòng khách quay về bậc thang đi lên lầu 2. Thiết kế trong phòng ngủ cũng là phong cách cổ xưa rất đặc biệt, tùy ý trưng bày đồ cổ khắp nơi, thậm chí còn có bình phong tranh chữ vẽ cảnh sông núi, cùng với thư án để văn phòng tứ bảo, nhìn ra được người này còn là một người yêu thích sự phong nhã. Lúc này, người đàn ông trung niên dâu tóc rậm rạp đang nằm trên giường, đắp một cái chăn thật mỏng, vẻ mặt khá bình yên, hoàn toàn không có vẻ tức giận dữ tợn mới vừa rồi. Phải cho cha uống thuốc ngủ, nếu không, cha không cho phép người ngoài tới gần. Sư Diệu Diệu nhẹ giọng giải thích với A Cửu và Hạ Thiên, lại nói tiếp Cửu Nhi, tất cả trông cậy vào ngươi. A Cửu gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, đầu tiên là bắt mạch cho cha Dư Diệu Diệu, sau đó lại kiểm tra con ngươi trong mắt, không khỏi lộ vẻ nghi ngờ. Cha ta thế nào rồi? Sư Diệu Diệu sợ quấy dày đến A Cửu, im lặng đợi một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Hơi kỳ lạ, từ mạch tượng mà nói, cha ngươi không có bất kỳ bệnh tật gì, ngược lại còn rất là khỏe mạnh. A cửu trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật. Mặt sư diệu diệu lộ vẻ thất vọng, quả nhiên là như vậy, những thầy thuốc trước kia cũng nói như vậy. Ta còn mang cha ta đi các bệnh viện lớn kiểm tra toàn thân, họ cũng nói không có bệnh gì cả. Nhưng mà ông ấy cứ mỗi ngày một suy yếu, ta thật sự rất sợ. chương 2314, Lang Băm 2, chàng có nhìn ra được gì không? A cửu nghe dư diệu diệu nói vậy, không khỏi sinh lòng đồng tình, đầu đẹp khẽ rời, nhẹ giọng hỏi Hạ Thiên, rốt cuộc ông ấy bị bệnh gì vậy? Tại sao bắt mạch không ra? Hạ Thiên vẫn giữ vẻ thờ ơ, thuận miệng nói, ông ta vốn không có bệnh, dĩ nhiên là bắt mạch không ra rồi. Vậy những điểm dị thường trên thân thể và tinh thần của cha Diệu Diệu là do đâu? A cử vô cùng rõ ràng tài nghệ y thuật của Hạ Thiên, tự nhiên sẽ không hoài nghi phán đoán của hắn, chẳng qua vẫn có vấn đề nghĩ không ra. Sư Diệu Diệu nghe Hạ Thiên nói vậy, không khỏi ngẩn người, tại sao a cửu lại thỉnh giáo người đàn ông này nhất thời càng thêm kinh ngạc cửu nhi bạn trai của ngươi hắn cũng là thầy thuốc hơn nữa y thuật còn giỏi hơn tiểu thư nhà ta trong lòng a cửu từ trước đến nay không thích so sánh y tiểu âm với hạ thiên nhưng sự thật vẫn là sự thật dĩ nhiên a cửu sẽ không phủ nhận thật hay giả đây dư diệu diệu không tin tưởng lắm y tiểu âm là nữ thần y thiên hạ đệ nhất đó y thuật của vợ y y đã được ta cải tiến trừ ta ra, đúng là lợi hại nhất. Hạ thiên tùy ý nói, bởi vì ta là thần y thiên hạ đệ nhất, vậy vợ y y dĩ nhiên chính là nữ thần y thiên hạ đệ nhất rồi. Sư diệu diệu vẫn không tin, quay đầu nhìn A cửu. A cửu gật đầu, thừa nhận, mặc dù hắn nói hơi khoa trương, nhưng trên căn bản đều là sự thật. Cửu nha đầu, cái gì gọi là trên căn bản chứ? Hạ thiên hơi bất mãn, rõ ràng toàn bộ lời ta nói đều là thật. A cửu quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, mặc kệ hắn. Hạ tiên sinh này, cha ta rốt cuộc bị bệnh gì? Sư Diệu Diệu rất là tin tưởng lời nói của A Cửu, lập tức tha thiết thỉnh cầu, người có thể cứu cha ta không, xong rồi ta tuyệt đối sẽ hậu tạ. Hạ thiên lười biếng ngáp một cái, ta đã nói rồi, cha ngươi không có bệnh, căn bản không cần trị. Hạ tiên sinh, người đang nói đùa đấy sao? Sư Diệu Diệu còn tưởng rằng Hạ Thiên không muốn trị, tâm tình rất là không vui, mấy tháng trước tinh thần cha ta đã rối loạn rồi, sau đó da cũng hiện lên những vết bầm tím sấm, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Nhiều bệnh trạng như vậy, làm sao có thể không có bệnh? Không có bệnh chính là không có bệnh. Hạ thiên bĩu môi, cũng lời giải thích nhiều, chỉ nói một câu, có nhiều bệnh trạng hơn nữa cũng là giả dối thôi, chỉ có thể nói do các người quá ngu xuẩn, ngay cả trò mèo này cũng nhìn không thấu. Lúc này dư phụ đang ngủ mê man, đầu ngón tay khẽ giật giật. Người đúng là đang nói hưu nói vượn. Sư Diệu Diệu thật sự không cách nào tiếp nhận những gì Hạ Thiên nói, dẫn lây cả A Cửu, Cửu Nhi, nếu như ngươi không muốn chữa bệnh cho cha ta, ngươi có thể nói sớm một chút, hoàn toàn không cần thiết phải qua loa lấy lệ như vậy. Diệu Diệu, ngươi nên tin tưởng lời hắn nói. A Cửu cũng nghiêm túc nói, bạn bè của ta vốn không nhiều lắm, cho nên ta chưa bao giờ có ý định qua loa cho xong với bạn bè. Sư Diệu Diệu nhìn vẻ mặt A Cửu không giống như đang nói đùa, nhất thời cũng không biết có nên tin tưởng A Cửu hay không, Đành phải gặng hỏi lại, theo như ý của các ngươi, cha ta từ đầu luôn không có bệnh, mà là đang cố ý giả bệnh. Sao có thể như vậy? Các ngươi khẳng định đang đùa ta, có đúng không? Đúng, bọn họ đang đùa bớn ngươi. Lúc này, có mấy người thô bạo đẩy cửa vào, lạnh lẽo nói. A à, cửu nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt lập tức lạnh đi, đây là giọng nói phát ra từ chuông cửa mới rồi. Một đám người xông vào phòng, người đi đầu khoảng 35-36 tuổi, tướng mạo rất là bình thường chỉ có xung quanh miệng giữ một hàng rear mép ngắn. Không phải ngươi đi kinh đô à, tại sao lại trở về rồi? Dư diệu diệu thấy người đàn ông rear ngắn kia, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Người đàn ông rear ngắn hử lạnh một tiếng, giọng nói càng thêm âm trầm, ta thấy là hôm nay sao mới sáng sớm ngươi đã thúc giục ta lên đường, quả nhiên đang bày trò. Bệnh của cha là do đám thầy thuốc ngươi mời tới trị bệnh mới trầm trọng như vậy, ngươi lại còn không chịu thôi, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết cha mới vừa ý sao? Người nói nhăng nói cuội gì đó. Sư diệu diệu trợn mắt nhìn người đàn ông rìa ngắn kia, phản bác, sư mang mang, người ba lần bốn lượt ngăn cản ta mời người xem bệnh cho cha mới có vấn đề đấy. Người muốn nói thế nào cũng được, dù sao ta tuyệt đối không cho phép các người gây tai họa cho cha nữa. Người đàn ông rìa ngắn nói với bảo vệ phía sau, đi, bắt hai người kia lại, với mời tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy tay bảo vệ vô cùng nghe lời, lập tức tiến lên vây hạ thiên và A à cửu lại, cũng tách dư diệu diệu ra. Dư mang mang, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Dư diệu diệu cũng nổi giận, ta cũng họ dư, hơn nữa còn là tỷ tỷ của ngươi. Cho dù hiện tại thân thể cha không tốt, dư gia cũng không tới phiên ngươi làm chủ. Hôm nay ta không thể không làm chủ, sắc mặt người đàn ông Ria ngắn trầm xuống, tránh cho ngươi lại mời mấy kẻ không đứng đắn này về nhà, đến lúc đó cha thật sự bị đám lang băm ngươi mời tới hại chết. Hạ Thiên nghe lời này rất là bất mãn, tên ngốc người nói ai là lang băm hả? Này còn phải hỏi sao, dĩ nhiên chính là ngươi và con đàn bà đê. Quái, lời còn chưa nói hết, người đàn ông Rio ngắn bỗng dưng phát hiện cả người mình bay lên không, sau đó đánh vỡ cửa sổ, bị ném vào đài phun nước trước nhà. chương 2315, có người muốn giết nàng diệt khẩu. Thế này, sư diệu diệu nhìn một màn này, trực tiếp ngây người, thật sự không thể tin nổi quay đầu nhìn về phía a cửu hắn thật sự là thầy thuốc à hắn đúng là thầy thuốc a cửu vẫn bình tĩnh tỏ vẻ đây hành vi thường thấy của hạ thiên không cần lấy làm kinh ngạc a cửu đã dự cảm sớm muộn gì hạ thiên cũng không nhịn được mà động thủ thôi chẳng qua không nghĩ tới lại nhanh như vậy mấy tên bảo vệ đứng đó chừng mắt líu lưỡi nhất thời không biết nên có phản ứng gì ngơ ngác gì nữa còn không mau đi xem hắn có sao không Lúc này Dư Diệu Diệu nhận lấy quyền chỉ huy, ra lệnh cho bảo vệ, nếu có làm sao, trực tiếp đưa đi bệnh viện. À, vâng, mấy tay bảo vệ lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng chạy xuống lầu dưới. Dư Diệu Diệu xuyên qua cửa sổ bề tan tành, quan sát tình hình bên ngoài trong chốc lát, thấy mấy tên bảo vệ mang người đàn ông ria ngắn hôn mê ra khỏi hồ rồi khiêm đi, trong lòng thầm thả lòng. Cửu nha đầu, chuyện này cũng không nên trách ta, là tên ngốc kia chửi chúng ta trước. Hạ Thiên bày ra vẻ mặt thành thật giải thích với A Cửu. A Cửu khoát tay, không muốn nghe hắn giải thích, nói thế nào đi nữa thì hắn cũng có lý, tranh cãi với hắn tuyệt đối không phải là ý hay, điểm này 12 năm trước A Cửu đã biết rồi. Chuyện lúc nãy, cảm ơn các ngươi." Tư Diệu Diệu xoay người lại, tỏ vẻ cảm tạ Hạ Thiên cùng A Cửu. "Không cần khách sáo, thật ra chúng ta cũng không làm gì." A Cửu thần sắc lạnh nhạt lắc đầu, cô đã biết người bạn này mời mình tới đây khẳng định không chỉ đơn giản là làm khách và chữa bệnh. Không biết vì nguyên nhân gì, Dư Diệu Diệu cũng không nhắc lại chuyện chữa bệnh, mà nói với Hạ Thiên và A Cửu, các ngươi đường xa đến đây, chắc là đã mệt rồi, để ta bảo quản ra sắp xếp hai gian phòng khách cho hai người, các ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt một đêm trước đã. Cũng được, A Cửu nghe theo sắp xếp của Dư Diệu Diệu. Hạ Thiên thuận miệng nói, không cần hai phòng, an bài một phòng là được rồi. A, à, là ta sơ sót trên mặt sư diệu diệu lộ ra vẻ mập mờ lần nữa, chớp chấp mắt với A Cửu, yên tâm, hiệu quả cách âm phòng nhà ta rất vượt trội, các người có gây ra động tĩnh lớn hơn nữa, cũng sẽ không truyền ra ngoài. A Cửu trợn mắt nhìn dư diệu diệu, tức giận nói, ngươi là đồ con gái hư hỏng, nếu rảnh rỗi như vậy thì tự đi kiếm bạn trai đi. Đàn ông có gì tốt chứ, ta là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Dư diệu diệu xem thường lắc đầu, vốn ngươi còn cùng chiến tuyến với ta, nhưng cái đồ mặt mày sáng sủa nhà ngươi lại phản bội lời thề của chúng ta. A Cửu không phục phản bác, ngươi mới mặt mày sáng sủa ấy. Không đúng, ngươi là đồ mặt mũi lấm lét gian xảo, như Trần Tiểu Nhị trong mấy vở kịch. Dù sao đêm đã về khuya, hai người ồn ào trong chốc lát, sau đó lại ăn chút đồ ăn khuya, rồi trở về phòng riêng của mình. Hạ Thiên và A Cửu quả nhiên được sắp xếp ở cùng một gian phòng, nói là gian phòng, thật ra thì không gian bên trong rất rộng rãi, so ra còn xa hoa hơn phòng tổng thống, trong khách sạn, chẳng qua là cách bài trí thiên hướng nhà ở hơn một chút. Cửu nha đầu, nàng không tắm sao. Lúc này, Hạ Thiên nằm nghiêng trên giường, nhìn A Cửu đứng trước cửa sổ, cười hì hì hỏi. Hai tay A Cửu ôm trước ngực, đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy, cũng cân nhắc mục đích sư diệu diệu mời mình tới đây, nên không nghe thấy Hạ Thiên nói. Thân hình Hạ Thiên chợt lóe, trực tiếp ôm A Cửu lên giường, Cửu nha đầu, nàng thẫn thờ gì vậy? đừng làm rộn ta đang suy nghĩ mà a cửu biết tên lưu manh này muốn làm gì nhưng hiện tại cô không có tâm tư nghĩ đến chuyện kia không khỏi trợn mắt nhìn hạ thiên có cái gì phải nghĩ hạ thiên xem thường nói a cửu thở dài có chút thương cảm trước kia ta vẫn đi theo bên cạnh tỷ tỷ coi chuyện của tỷ ấy thành chuyện của ta coi cuộc đời tỷ ấy là cuộc đời của ta cho nên cũng không có bao nhiêu bạn bè dư diệu diệu là người bạn đầu tiên ta quen biết lâu như vậy Ta thật sự không muốn mất đi người bạn này. "Vậy hơi khó đó." Hạ Thiên lẩm bẩm như đang tự nói với mình. "Là sao?" A Cửu hỏi ngược lại. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng nói, bởi vì nàng sắp chết đến nơi rồi. "Chàng nói cái gì?" A Cửu lập tức bật dậy, túm lấy Hạ Thiên, "Chàng nói vậy nghĩa là sao?" "Nói thế nào thì nghĩa thế đấy." Hạ Thiên bĩu môi, nàng đã biết bí mật, nhưng lại không muốn giữ bí mật, thì chắc chắn sẽ có người muốn giết nàng diệt khẩu thôi a à, cửu nghe những lời này đôi mi thanh tú không khỏi khẽ cao lại cửu nha đầu không cần đau đầu nghĩ mấy chuyện nhàm chán này tốt nhất là tranh thủ thời gian ngủ đi hạ thiên cười hì hì vén chăn lên phủ lên hai người sau đó bắt đầu dở trò a à, cửu bất ngờ không đề phòng chỉ có thể ư ưm nửa đẩy nửa cự ngay vào lúc này không biết từ nơi nào truyền đến mấy tiếng tạch 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 rất nhẹ hư chỉ là một đôi cầu nam nữ thôi mà hoàn thành quá dễ dàng một bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên ban công, trong tay cầm một khẩu súng lục giảm thanh còn bốc khói, lạnh nhạt nói vào điện thoại di động. chương 2316, Bí mật của Diệu Diệu Lúc này, trong phòng dư Diệu Diệu, người đã biết rồi hả? Một bóng người mơ hồ đứng trước bệ cửa sổ, ánh trăng từ sau chiếu xuống người hắn, làm nhòa đi mặt mũi của hắn, chỉ loáng thoáng nhìn ra được là một yên đàn ông. sư Diệu Diệu nằm trên giường, không nhúc nhích, chỉ có miệng quát hỏi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao ư, ừ, người nọ nhấc cầm lên, trong bóng tối ẩn hiện một gương mặt có cái mũi diều hâu dài nhọn, ta nói là vì ngươi, ngươi tin không? Sư diệu diệu cười lạnh, ngươi nói xem ta có tin không? Vậy thì ngươi cần gì phải hỏi nữa? Người đàn ông mũi diều hâu cười hai tiếng khục khục, cứ làm bộ như không biết không tốt sao, đến lúc đó ngươi cũng có thể có được thứ ngươi muốn, chúng ta cũng có thu hoạch, chẳng phải là hai bên đều có lợi thanh xuân của ta thì sao, tình cảm của ta thì sao, có trả lại được tất cả cho ta không? Dư diệu diệu giận không kềm được, nhưng thân thể không nhúc nhích được, chỉ có thể gầm thét quát hỏi đối phương. Không thể không nói, cách âm của căn phòng này quả thật tuyệt hảo, rõ ràng diệu diệu dùng hết sức gầm thét nhưng trong cả căn biệt thự, trừ người đàn ông mũi diều hâu kia ra không có bất cứ ai nghe thấy tiếng diệu diệu. Chính ngươi từng nói ngươi là người theo chủ nghĩa không kết hôn mà, chưa quên đấy chứ. Người đàn ông mũi diều hâu khẽ cười, "Cho nên, từ đầu là ngươi lừa gạt tình cảm của ta, ta mới là người bị hại." Sư Diệu Diệu nghe những lời tuyệt tình như thế, hốc mắt đỏ lên, cố nén không bật khóc được, "Đúng là mắt ta bị mù, mới coi trọng ngươi. Nhưng người nhà của ta vô tội, bỏ qua cho bọn họ đi." Ngươi nói vậy là hơi vô lý rồi." Người đàn ông mũi diều hâu khẽ lắc đầu, "Tự ngươi cũng mời thầy thuốc sang đây xem rồi, cha ngươi căn bản không có bất kỳ bệnh gì, sao lại nói bỏ qua chứ?" một chút xíu hy vọng trong mắt sư diệu diệu cũng vụt tắt, đột nhiên thở dài, bạn bè ta không liên quan gì đến chuyện này, người cũng có thể buông tha chứ. À, chuyện này thì ta có thể chắc chắn trả lời ngươi. Người đàn ông mũi diều hâu hết sức quyết đoán nói, không được. Hơn nữa, đêm hôm nay bọn họ phải chết. Ngươi dám, sư diệu diệu ra sức phản kháng, quát người đàn ông mũi diều hâu, nếu ngươi dám động đến một sợi lông của bọn hắn, ta tuyệt đối sẽ báo thù, không chết không thôi. Muộn rồi, người đàn ông mũi diều hâu lấy điện thoại di động ra, nghe một cuộc điện thoại, sau đó giơ điện thoại lên. Trong điện thoại di động vang lên mấy tiếng súng rất nhỏ, tiếp theo là giọng một người nào đó báo cáo đã giết chết đôi nam nữ trong phòng. "Sư Diệu Diệu, ta cho ngươi thêm một cơ hội suy nghĩ lại." Người đàn ông mũi diều hâu nhếch miệng cười, trong bóng đêm lộ ra một đôi mắt lóe hàn quang, gia nhập tổ chức của ta để chúng ta che chở, thì kẻ địch của ngươi có thể giao cho chúng ta giải quyết. Cha ngươi cũng không cần chết nữa, sản nghiệp gia đình ngươi cũng có thể bảo toàn. Dư diệu diệu đầu óc vẫn thanh tỉnh, thẳng thừng cự tuyệt ngươi mơ đi. Đừng hấp tấp, ta cho ngươi thêm thời gian hai ngày để suy nghĩ. Người đàn ông mũi diệu hâu cười nhạt, tựa hồ đã sớm đoán được câu trả lời của dư diệu diệu, sớm muộn gì ngươi cũng phải đồng ý, đến lúc đó sợ là điều kiện sẽ bất lợi hơn nhiều. Trong lòng dư diệu diệu vừa hối hận vừa căm tức, nhưng lại hoàn toàn không thể làm gì không ngăn được hai hàng nước mắt. Được rồi, sẽ không quấy dày dư đại tiểu thư nghỉ ngươi nữa, sáng sớm ngày mai nhớ nhặt xác cho hai vị bằng hữu của ngươi nha. Người đàn ông mũi diều hâu cười ha hả, tương đối hài lòng với vẻ mặt của dư diệu diệu. Lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên giọng nói của người thứ ba, hơn nữa còn mang vẻ lười biếng đắc ý, thằng ngốc nhà ngươi thử nghĩ xem làm sao nhặt xác cho mình thì hơn. Ai đó, người đàn ông mũi diều hâu sợ hãi cả kinh, lớn tiếng quát hỏi. Hạ Thiên và A Cửu lên tiếng, thân hình cũng hiện ra, hoàn toàn không tổn hao gì, chẳng những không chết thậm chí còn không có chút dấu vết bị thương nào. Các ngươi, làm sao có thể, Âu Dương phải giết các ngươi rồi mới đúng. Người đàn ông mũi diều hâu mở to mắt, đưa tay chỉ Hạ Thiên và A Cửu, khó có thể tin nói. Âu Dương, Hạ Thiên tiện tay túm vào trong bóng tối, sau đó ném một bóng người tới trước mặt người đàn ông mũi diều hâu, người nói tên ngu ngốc này sao? Người đàn ông mũi diều hâu cúi đầu nhìn, quả nhiên là đồng bọn của hắn, càng không thể tin nổi, Âu Dương là tay súng xếp trong 10 hạng đầu tại quốc nội, làm sao thất thủ được. Xếp trong 10 hạng đầu quốc nội, vậy thì chẳng khác gì đồ bỏ đi rồi. Hạ Thiên lười biếng bình luận, dĩ nhiên, thằng ngốc người cũng là đồ bỏ đi. Người mới là đồ bỏ đi, đi chết đi, người đàn ông mũi diều hâu hoàn toàn nổi giận, vung tay lên, không biết từ lúc nào mỗi tay đều cầm một khẩu súng lục giảm thanh, bắn liên tục về phía Hạ Thiên. Tạch tạch tạch, tiếng súng vang lên, Hạ Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Hạ Thiên sinh, mau tránh ra, trên giường dư diệu diệu bị dọa đến hồn bay phách tán, vội vàng gào lên. A cửu tiến lên châm cho dư diệu diệu mấy châm, để cô khôi phục năng lực hành động. Cửu nhi, người không đi giúp Hạ Thiên sao? Dư diệu diệu muốn xuống giường, đáng tiếc hai chân mềm nhũn vô lực, trực tiếp không đứng vững ngã vào trong ngực A cửu. A à, cửu thản nhiên nói, yên tâm, hắn không sao đâu. Người kia không phải là đối thủ của hắn. Đó là súng đấy, hắn khẳng định trốn không. Hở, dư diệu diệu vừa định nói chuyện, đã bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Á, à, có người trúng đạn chán nản ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Người này dĩ nhiên không phải Hạ Thiên, mà lại là người đàn ông mũi diều hâu vừa nổ súng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là yêu thuật gì? Người đàn ông mũi diều hâu gào lên, cố nén cơn đau kịch liệt, quát hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng hồi đáp, "Ta là Hạ Thiên, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong Thiên Hạ đệ nhất." "Hừ, không ngờ lại là ngươi." Người đàn ông mũi diều hâu nghe tên, bỗng dưng con ngươi co rụt lại, tiếp theo cắn nát viên thuốc độc giấu trong hàm răng, trong nháy mắt thất khiếu liền chảy máu, chết bất đắc kỳ tử. Chương 2317, hết thuốc chữa. Tên ngốc này là ai? hạ thiên nhìn người đàn ông mũi diều hâu phát hiện quả thật không nhận ra hắn nói đúng hơn là chưa gặp lần nào làm sao ta biết được a à cửu tức giận hồi đáp chuyện này hẳn là nên hỏi chính bản thân ngươi đoán chừng lại là người nào đó ngươi từng đắc tội hạ thiên nghĩ thầm có khi cũng đúng trên đời này kẻ ngốc ghen tị với hắn thật sự rất nhiều hắn cũng lười so đo với đám ngốc kia về phần tại sao người này vừa nghe đến tên mình liền tự sát hắn cũng không còn hứng thú truy cứu một tên ngốc thôi mà, muốn chết thì cứ chết. Hắn tên là Tây Môn, coi như là bạn trai của ta, không, là bạn trai cũ rồi. Dư diệu diệu hít sâu mấy hơi, sau khi được A Cửu Trấn An rốt cuộc cũng bình phục tâm tình. Bạn trai, A Cửu ngạc nhiên hỏi, ta nhớ người vẫn tuyên dương mình là người theo chủ nghĩa không kết hôn, quen bạn trai lúc nào vậy? Chủ nghĩa không kết hôn, chẳng qua là không muốn kết hôn mà thôi, cũng không phải là chủ nghĩa độc thân, vẫn cần quen bạn trai chứ nếu không giải quyết vấn đề sinh lý kiểu gì. Sư Diệu Diệu ý vị sâu xa nhìn A Cửu, trước kia ngươi chẳng phải cũng nói muốn cả đời làm thị nữ bên cạnh thần y đấy sao, chẳng phải bây giờ cũng len lén đi kiếm một ông chồng à. A Cửu không biết giải thích quan hệ giữa mình và Hạ Thiên như thế nào, cũng không muốn giải thích. Ta và Cửu nha đầu không phải là len lén, mà là quang minh chính đại. Hạ Thiên cũng thuận miệng chen vào một câu, ngươi và tên ngu ngốc này mới là lén lút hơn nữa gu của ngươi quá kém, lại đi coi trọng loại đần độn xấu muốn chết này, thôi dù sao cỡ này cũng xứng với ngươi. Phàm là con gái, bất kể bản thân đẹp hay xấu, cũng không thích người khác ngay mặt soi mói bề ngoài của mình, dư diệu diệu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Này, cái gì mà cỡ này là xứng với ta? Dư diệu diệu nghe Hạ Thiên nói vậy, tâm tình nhất thời hơi khó chịu, mặc dù ta không đẹp bằng cửu nhi, nhưng ít ra cũng là đại mỹ nữ người gặp người thích, hơn nữa còn là con nhà giàu, tuyển một hai trai đẹp làm bạn trai là rất bình thường nha đây mà cũng gọi là đẹp trai á hạ thiên chỉ người đàn ông mũi diều hâu thất khiếu còn chảy máu nếu như không phải mắt người có vấn đề thì chính là đầu óc có vấn đề đủ rồi bỏ qua cái chủ đề nhà thích này đi a cửu ở cùng y tiểu âm một thời gian rất dài tính cách vô hình chung cũng bị ảnh hưởng không thích lãng phí tinh lực với mấy chuyện vô vị trực tiếp đưa chủ đề quay về quỹ đạo vốn có hay là nói trước người này có thân phận gì đã Tại sao nửa đêm canh ba lại đi giết chúng ta và ngươi? Giết ta, hẳn là kế hoạch hắn đã có từ lâu, chỉ là ta vẫn có phòng bị mà thôi. Giết các ngươi, chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ là bị ta liên lụy. Sư Diệu Diệu cũng có khí độ của đại tiểu thư, mặc dù trong phòng vẫn còn thi thể tên bạn trai cũ, nhưng tâm tình đã bình phục, giọng nói cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Ta cửu thay đổi suy nghĩ, thản nhiên nói, ngươi vẫn chưa nói thân phận hắn là gì người sợ hãi chuyện gì sao? Nói ra cũng không sao, hắn chính là sát thủ do đệ đệ của ta mời tới để đối phó ta, chẳng phải thường hay nói thủ đoạn nhà hào môn sao. Sư Diệu Diệu cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói, gia chủ bệnh tình nguy kịch, sau đó con cái vì tranh đoạt gia sản, ra các sát chiêu, dở mọi thủ đoạn. Đệ đệ ngươi, ta cửu sừng sốt, tiếp theo liền nhớ tới người đàn ông Ria ngắn tướng mạo từng trải nhìn thấy lúc vừa tới dư ra. Sư Diệu Diệu sửa sang đầu tóc, thản nhiên nói, đại khái nửa năm trước, cha ta đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, dần dần việc quản lý một số sản nghiệp trong tộc giao vào tay ta. Kể từ khi đó, đệ đệ kia liền trăm phương ngàn kế muốn đoạt quyền từ trong tay ta. Chẳng qua là thủ đoạn hơi ấu trĩ, đơn giản chính là tìm vài tên đẹp trai tới dụ dỗ ta, rồi nương vào đó chế ra chút nhược điểm. Khi đó ta cũng tương kế tiểu kế, thuận tiện đùa bỡn hắn. Cho đến khi người đàn ông tên Tây Môn này xuất hiện sau đó thì sao? A cửu nghe ra sự biến hóa trong giọng nói dư diệu diệu. Dư diệu diệu dương mắt nhìn người đàn ông mũi diều hâu trên mặt đất, nói tiếp, mặc dù hắn làm thuê cho đệ đệ ta, nhưng từ lần đầu gặp mặt liền trực tiếp ngả bài, nói là cảm thấy đệ đệ của ta không có tiền đồ gì cả, muốn cùng ta hợp tác. Kế tiếp hắn quả thật cũng cảnh báo ta vài lần, để ta tránh thoát mấy phen nguy hiểm đến tính mạng. Đợi đến lúc ta tín nhiệm hắn, thế nhưng hắn lại bắt được một nhược điểm của ta, lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp ta, cho đến hôm nay, a cửu không hỏi cái gọi là nhược điểm kia là cái gì. hiện tại hắn ta đã chết, ta cũng không muốn truy cứu nữa. sư diệu diệu thở dài, cửu nhi, bây giờ ta chỉ muốn chữa bệnh cho cha ta thật tốt, những chuyện khác không còn quan trọng. nửa năm qua, ta luôn ở bên cạnh cha ta, tỉ mỉ chăm sóc ông, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cha ngày càng suy yếu. a cửu không khỏi nhắc nhở, nhưng cha ngươi căn bản không có bệnh ta vẫn không thể tiếp nhận chuyện này. sư diệu diệu cau chặt chân mày, rất khó hiểu nói, thân thể cùng trạng thái tinh thần của cha ta cơ hồ càng ngày càng xa sút hơn nữa không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, nếu như ông ấy không có bệnh, chẳng lẽ là chúng ta. Nếu là chúng ta, ngày mai ta sẽ đi mời mấy đạo sĩ tới làm phép. Dĩ nhiên là không phải, trên thế giới này không tồn tại cái gì chúng với không chúng ta, thời xưa nói chúng ta, thật ra thì cũng chỉ là một hiện tượng y học, chẳng qua do người bình thường không hiểu nguyên do thôi. A Cửu là thầy thuốc, tự nhiên rất là khinh thường những chuyện mê tín tầm phào kia. chương 2318, người xem Tây Du Ký nhiều quá rồi đấy. Sư Diệu Diệu cầm hai tay A Cửu, vội vàng hỏi, Cửu Nhi, trong số bạn bè của ta chỉ có mình ngươi hiểu y thuật, hơn nữa còn ở cùng thần y thời gian dài, người nhất định có thể tìm được nguyên nhân cha ta ta biến thành như vậy, đúng không? Chàng biết chuyện gì đã xảy ra chứ? A à, Cửu cũng không chắc nên quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Dĩ nhiên là ta biết, Hạ Thiên cười hì hì, cửu nha đầu, thật ra thì chuyện này vô cùng đơn giản, chỉ cần đầu ngươi không quá ngốc, nghĩ kỹ lại là có thể biết chuyện gì xảy ra rồi. Đừng cho là ta nghe không hiểu, chàng quanh co lòng vòng chỉ để mắng ta đần chứ gì. A à, Cửu không khỏi liếc xéo Hạ Thiên, chàng biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, đừng đứng đây làm bộ làm tịch nữa. Chuyện này thật ra rất đơn giản, Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn dư diệu diệu, lười biếng nói: Cha cô ta quả thật không có bệnh, nhưng không có nghĩa là cô ta không có bệnh. Ta, dư diệu diệu chỉ chỉ mình, vẻ mặt bất ngờ, người nói là ta có bệnh. A cửu cũng không khỏi sửng sốt vài giây đồng hồ, theo bản năng cầm lấy tay phải dư diệu diệu, bắt mạch cổ tay ngay sau đó, đáng tiếc cũng không phát hiện trên người diệu diệu có chứng bệnh gì, chẳng qua là thân thể có chút dương khí quá thịnh, nghĩa là hormone giống được phân bố quá nhiều. Đúng, người có bệnh. Hạ Thiên tiếp tục giải thích, hơn nữa còn bệnh sắp chết, tuy vậy cũng có thể người chết là cha ngươi. Sư Diệu Diệu tỏ vẻ hoàn toàn không cách nào hiểu nổi Hạ Thiên nói gì, chỉ đành đáp, Hạ Thiên, nói giỡn cũng phải có mức độ chứ. Coi như là ta có bệnh thì có liên quan gì đến cha ta? Có liên quan hay không, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, hỏi ta làm gì? Hạ Thiên bĩu môi, không nhịn được nói. Sắc mặt Sư Diệu Diệu trầm xuống lạnh lùng nói, ta không biết lời này của ngươi là ý gì. Ngươi có hiểu hay không thì liên quan gì đến ta. Hạ thiên lười biếng nói, tóm lại, ngươi muốn làm gì thì làm một mình đi. Cửu nha đầu tuy hơi ngốc, nhưng cũng là nữ nhân của hạ thiên ta, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lôi kéo nàng vào, nếu không sẽ chết rất thảm đấy. Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì. Sư diệu diệu tức giận đến ngực phập phồng, cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, hạ thiên. Cho dù ngươi là chồng của cửu nhi, cũng không thể làm nhục ta như vậy được. Ta cùng cửu nhi là bạn tốt nhiều năm, là bạn rất thân không có chuyện gì không nói, làm sao ta có thể hại A cửu, hơn nữa còn lấy bệnh cha ta ra làm mồi. Ngươi coi ta là loại ngươi gì? Nói xong lại quay qua A cửu, cửu nhi, ngươi coi loại đàn ông gì thế này, lại nghĩ xấu về ta như vậy, ta thấy ngươi nên chia tay hắn đi, loại đàn ông nhỏ mọn này căn bản không xứng với ngươi. Diệu diệu, ta thật tâm thành ý muốn hỏi ngươi một câu, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. A cửu nhìn thẳng vào mắt sư diệu diệu, chậm rãi nói, ta cũng không hy vọng giao tình nhiều năm của chúng ta tất cả đều hóa thành hư ảo. thật không thể tin nổi, người lại mê trai bỏ bạn. sư diệu diệu không thể tin nhìn a cửu, người lại tin hắn không tin ta. người chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. a cửu thản nhiên nói. sư diệu diệu thản nhiên nhìn ngược lại, được, cho dù ngươi hỏi chuyện gì, ta cũng tuyệt đối không thẹn với lương tâm rốt cuộc mục đích ngươi gọi ta tới đây là gì? Ta cửu nhàn nhạt hỏi. Thật sự là vì xem bệnh cho cha ngươi à? Phải dư diệu diệu trả lời không do dự, thuận tiện còn thể độc. Nếu như ta có mục đích khác, thì cứ khiến cho dư diệu diệu ta sẽ bị bách bệnh quấn thân, không chết tử tế được. Ta cửu nhìn vào mắt dư diệu diệu, trong lòng nghi ngờ không dứt. Nàng biết Hạ Thiên nói chuyện sẽ không vô cớ nói lời khó nghe, nhưng ánh mắt dư diệu diệu kiên định, giọng nói như chém đinh chặt sắt, tuyệt không giống như là đang nói láo cửu nha đầu, người đừng tin nàng. Hạ thiên bĩu môi, chính nàng cũng không biết mình đang nói gì đâu. Vừa nhìn về phía dư diệu diệu, nếu người thích ngã bệnh như vậy, ta cho người bệnh nặng một trận là được. Dư diệu diệu giận sôi lên, chỉ vào hạ thiên nói, ta với người có thủ oán gì ư, tại sao người cứ nhầm vào ta. Chuyện tối hôm nay, ta thật sự xin lỗi, nhưng đó là do Tây Môn và đệ đệ ta an bài, không liên quan tới ta. Nếu vì vậy mà ngươi giận chó đánh mèo ta cũng không thể nói gì hơn. Suốt cuộc nàng có vấn đề gì?" A à, Cửu nhìn về phía Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi. Hạ Thiên thở dài, lấy ngân châm ra, chán nản nói thôi, lười nói, trực tiếp khiến cho bệnh cô ta hiện nguyên hình là mọi người hiểu ngay. "Hiện nguyên hình, ngươi xem Tây Du Ký nhiều quá rồi đấy." Sư Diệu Diệu nhảy xuống giường, vừa chửi ầm lên vừa đi về phía cửa, "Ta thấy ngươi nên trực tiếp xin lỗi đi, tránh cho ta sai bảo vệ đánh ngươi đến đầu nở hoa." Bóng dáng Hạ Thiên chợt lóe tựa như quỷ mị xuất hiện trước người dư diệu diệu, chặn đường đi của cô ta, hai cây ngân châm cũng cắm vào trong óc dư diệu diệu, sau khi nhanh chóng đâm vào mấy chỗ đại huyệt, lại đột ngột thu ngân châm lại. Ngươi làm gì? Á, à, dư diệu diệu cực kỳ hoảng sợ nhìn hạ thiên, há mồm muốn mắng hắn hai câu, kết quả lại phun ra một bãi dịch nhờn màu đen, bên trong có vô số trùng nhỏ mà mắt thường có thể thấy được, đang không ngừng ngõ nguậy. Này, đây là cái gì? Chương 2319, người của trường sinh hội sư diệu diệu nói xong câu đó bỗng dưng cảm thấy đầu óc trống rỗng đột nhiên không còn biết gì nữa a cửu ngó đống trùng một lát lại hỏi hạ thiên đây là vật gì những thứ này chính là bệnh của cô ta hạ thiên thuận miệng đáp hả đôi mi thanh tú của a cửu cao lại nghĩ tới một thứ không khỏi nói chẳng lẽ những thứ này là cổ trùng hạ thiên lắc đầu không phải là cổ trùng chính là bệnh chàng mới có bệnh ấy A à, Cửu không khỏi trợn mắt nhìn Hạ Thiên, bệnh cũng không phải là một thứ, nó chỉ là một loại khái niệm gọi chung cho tất cả thống khổ và chứng bệnh, nào có thực thể chứ? Cửu nha đầu, ta nói nàng ngốc nàng còn không tin. Hạ Thiên cười hì hì nói, nếu như bệnh không có thực thể, làm sao người ta lại bị bệnh tấn công? Đã có tên gọi thì thứ, bệnh này tất nhiên phải có tồn tại thực thể. Ơ, ờ, sao chàng lại thành nhà triết học rồi? A à cửu lười tranh luận với Hạ Thiên về loại chủ đề vô nghĩa này, ta không muốn đau đầu, không có hứng thú tranh luận mấy chuyện này. Hạ Thiên tự nói tự nghe không có gì vui, chỉ đành phải đổi cách nói, cửu nha đầu, thật ra thì nàng cũng có thể gọi bọn chúng là cổ trùng. A à cửu không biết nói gì cho phải. Chẳng qua là những con trùng này, không giống với cổ trùng bình thường. Hạ Thiên suy nghĩ một lát, sau đó giải thích cổ trùng bình thường thì bản thân nó cũng không có bất kỳ nguy hại gì, chủ yếu quyết định bởi người hạ cổ muốn làm gì thôi. Nếu như cổ sư là người tốt, như vậy cổ trùng của hắn đương nhiên có lợi mà vô hại, nếu như cổ sư là kẻ xấu, như vậy cổ trùng của hắn dĩ nhiên là dùng để hại người rồi. Mà loại bệnh trùng này thì không phải do trời sinh, mà được luyện ra, chính là dùng để chứa đựng và truyền bá tật bệnh. Bệnh còn có thể chứa đựng với truyền bá à? A à, cửu cảm thấy quan điểm này khá mới mẻ, tiếp theo nghĩ tới một khả năng, chàng không định nói những thứ này là vi khuẩn đấy chứ nàng muốn nghĩ như vậy cũng được. Hạ Thiên Thuận theo ý A Cửu nói tiếp, nhưng vẫn có điểm khác với vi khuẩn, chúng nó có thể mang những thống khổ của chứng bệnh đưa đến trên người người khác. Khiến cho chủ thể ký sinh không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào, sẽ tưởng rằng bản thân không có bệnh. A Cửu càng nghe càng hồ đồ, chỉ có thể cảm thấy Hạ Thiên đang nói hưu nói vượt, hoàn toàn không hiểu chàng đang nói cái gì. Hạ Thiên giản lược đi, đơn giản mà nói, chính là cô ta bị bệnh nặng sắp chết nhưng cô ta dùng loại sâu này, mang toàn bộ thống khổ của mình chuyển rời lên trên người ba cô ta. Vừa nói như thế, A Cửu hiểu ra ngay, chẳng qua vẫn còn nghi ngờ, vậy mới vừa rồi là. Những con trùng này ký sinh trong não, dĩ nhiên sẽ tạo ra ảnh hưởng với ngôn hành cử chỉ của cô ta. Hạ Thiên lười biếng trả lời, mấy tháng nữa, đoán chừng não cô ta sẽ bị ăn sạch, đến lúc đó người cũng chết luôn. Lúc này, Dư Diệu Diệu nằm trên mặt đất từ từ tỉnh dậy thật lâu sau mới nói được một câu thoải mái hơn nhiều. Những con trùng này, từ đâu mà ngươi lấy được? A cửu trực tiếp hỏi, có thật là ngươi mang ốm đau trên thân thể mình chuyển lên trên người cha ngươi không? Tinh thần dư diệu diệu khá mơ hồ, giống như nghe không hiểu những lời A cửu nói, hoặc như là đang cẩn thận suy tư, qua gần một phút đồng hồ mới hồi đáp, hai tháng trước Tây Môn đưa cho ta, đó là những viên màu đen có hình dạng như viên bi, nói là thuốc bắc đặc chế có thể trị liệu chứng mất ngủ của ta khi đó ta mất ngủ nghiêm trọng, đầu thật sự đau đến không chịu nổi, gần như mỗi ngày ta đều uống cùng với nước. Chẳng qua không nghĩ tới lại liên quan tới bệnh của cha ta, dù sao chuyện này thật quá sức tưởng tượng, ta hoàn toàn không nghĩ tới. Không đúng, ta à, cửu lắc đầu, người đã nói bệnh của cha ngươi bắt đầu từ nửa năm trước, nếu như hai tháng trước ngươi mới dùng những con bệnh trùng này thì thời gian không khớp. Sư Diệu Diệu cười khổ nói, chuyện đến nước này, ta cũng đâu cần nói láo nữa, về phần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thì ta cũng không rõ ràng lắm. Ta cũng phát hiện có cái gì đó không đúng từ một tháng trước, bởi vì chỉ cần ta không uống hoặc là ít uống những viên thuốc màu đen kia, tình trạng thân thể của cha ta cũng tốt hơn. Nhưng nếu ta không uống, đầu của ta sẽ đau. Cho nên, mặc dù khi đó đoán được có điều không ổn, ta vẫn phải uống, thật ra thì trong lòng vẫn ôm chút hy vọng. Tiếp đó lại nói, cho đến hôm nay, các người đến, một lần nữa xác định cha ta không có bệnh. Ảo tưởng trong lòng ta rốt cuộc cũng tan vỡ, ta mới gọi Tây Môn tới, muốn ngả bài với hắn. Ai ngờ hắn lại muốn giết người. Xem ra những người này khá cẩn thận, vừa xuất hiện tình huống nằm ngoài kế hoạch, liền không chút do dự giết người diệt khẩu. A Cửu cảm thấy chuyện thật không đơn giản, bọn họ rốt cuộc là ai, không đơn thuần chỉ là sát thủ đâu. Bọn họ là, Sư Diệu Diệu muốn nói lại thôi, một lúc lâu mới lấy hết dũng khí nói, bọn họ là người của trường sinh hội bao gồm đệ đệ của ta chắc hẳn cũng là thành viên trong đó. Chương 2320, cha con tình thâm. Trường sinh hội, Hạ Thiên cảm thấy khá quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu đó. Ta cửu cũng nghĩ tới, nhắc nhở 12 năm trước, có một gã đại gia tên Đinh Hương, hắn muốn tìm ngươi giúp hắn thực hiện ước mơ trường sinh bất lão, kết quả bị ngươi từ chối. Sau đó, hắn liền triệu tập một số đại gia có cùng ước mơ trường sinh bất lão, còn có một số kẻ thù của ngươi xây dựng trường sinh hội gì đó chuyên đi đánh lén trả thù ngươi. À, nhớ ra rồi, Hạ Thiên gật đầu, nhưng 12 năm trước trường sinh hội đã bị ta tiêu diệt, tất cả thành viên trong đó đều đã chết, cũng không có cá lọt lưới. Vậy cũng có thể chỉ cùng tên mà thôi, không liên quan gì đến đám người 12 năm trước. A à, cửu thuận miệng nói, Hạ Thiên lơ đánh đáp, có liên quan cũng chẳng sao, cùng lắm thì tiêu diệt hết lần nữa là được. Cửu Nhi, Hạ Thiên, Bây giờ ta phun những con trùng này ra rồi, cha ta chắc là không có chuyện gì nữa chứ. Sư Diệu Diệu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi hỏi. Không sao đâu, Hạ Thiên lười biếng ngáp, mặc dù cha ngươi khẳng định cũng nuốt những con trùng tương tự, cộng sinh với những con đang làm tổ trong đầu ngươi. Nhưng ngươi đã nhổ ra rồi thì những thứ kia tự nhiên cũng sẽ chết. Vậy, chứng mất ngủ của ta có tái phát không? Sư Diệu Diệu lo lắng hỏi. Lúc này A Cửu mới nói ngươi chẳng qua chỉ là nội tiết mất cân bằng thôi, ta sẽ ở lại châm cho ngươi mấy châm, sau đó ngươi cẩn thận điều trị một thời gian là không có vấn đề gì nữa đâu. Cửu Nhi, cảm ơn ngươi, sư diệu diệu nắm chặt tay A Cửu, thật ra ta mời ngươi tới đây, quả thật có mang một chút tâm tư khác, nhưng ta thật sự không có ác ý, cũng tuyệt đối sẽ không hại ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta. A Cửu cười hờ hứng, bạn bè mà, dĩ nhiên phải trợ giúp lẫn nhau, thông cảm cho nhau. Tiếp theo, dưới sự thỉnh cầu của Dư Diệu Diệu, Hạ Thiên và A Cửu lại đến phòng của cha Dư Diệu Diệu. Cha, để bạn ta kiểm tra cho ngươi một lần nữa, được không? Dư Diệu Diệu đánh thức cha mình, sau đó nhẹ nhàng đỡ ông ngồi dựa vào đầu giường. Cha Dư Diệu Diệu thần tình phức tạp nhìn Dư Diệu Diệu, khàn giọng nói, ngươi, ngươi không sao rồi hả? Cha, ngươi cũng biết rồi sao? Dư Diệu Diệu nghe cha lo lắng hỏi, không khỏi xấu hổ, cha, thật sự xin lỗi, ta, không có gì phải xin lỗi. Giọng nói cha Diệu Diệu vẫn ác liệt như cũ, nhưng lời nói ra lại rất ấm lòng. Ta là cha ngươi, ngươi là con gái của ta mà, vậy thì sao còn phải xin lỗi? Sư Diệu Diệu thật sự không nhịn được, nhào vào trong lòng cha, khóc ồ lên như một đứa trẻ. Hai vị, đa tả các ngươi đã cứu nữ nhi của ta. Cha Diệu Diệu cũng là người hiểu chuyện, nói với Hạ Thiên và A Cửu, Dư Thiên Hạc ta vốn là người gần đất xa trời, có thể thay nữ nhi chia sẻ chút khổ sở, thật ra thì trong lòng còn rất vui mừng. Nhưng bây giờ bệnh nó tốt rồi, ta càng vui mừng hơn. Cảm ơn các ngươi. Tiếp theo, A cửu châm mấy châm cho Dư Thiên Hạc, giúp hắn thả lỏng tâm thần, không lâu sau hắn liền ngủ thật say. Dư Diệu Diệu đi xử lý thi thể của hai tên Tây Môn và Âu Dương kia, Hạ Thiên và A cửu trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, Hạ Thiên và A cửu bị tiếng gõ cửa đánh thức, vừa mở cửa đã nhìn thấy Dư Diệu Diệu vẻ mặt cổ quái đứng ngoài. Tối ngày hôm qua hai người nghỉ ngơi có thoải mái không? Sư Diệu Diệu cười cười, lại nói, phòng bếp vừa mới chuẩn bị xong bữa ăn sáng, cha ta bảo ta tới gọi các ngươi, hôm nay ông muốn chiêu đãi hai người thật tốt, để tỏ lòng biết ơn. Hạ Thiên không có hứng thú với chuyện này lắm, a cửu thì sợ bị Hạ Thiên dây dưa đến không thoát thân được, lập tức đồng ý. Chỉ chốc lát sau, ba người cùng nhau đi xuống lầu, đi tới phòng ăn khá rộng rãi, Dư Thiên Hạc Tinh Thần Trấn Hưng đang ngồi đọc báo. Hai vị khách quý, tối hôm qua ngủ có ngon không? Sư Thiên Hạc cất báo đi, lập tức đứng dậy đón chào, liên tục nói lời khách sáo, hai vị chữa hết bệnh cho hai cha con chúng ta, thật sự không biết cảm tạ như thế nào, chỉ có thể theo khuôn phép cũ, nấu một bữa thật ngon chiêu đãi hai vị. Sư tiên sinh quá khách khí rồi, ta cửu cũng giữ lễ phép, thản nhiên nói, ta cùng rượu rượu là bạn tốt, cô ấy mời ta đến đây vốn là để chữa bệnh. Nhưng bệnh là do hạ thiên trị, ta không liên quan lắm. Dư Thiên Hạc cười nói, "Hạ tiên sinh y thuật cao siêu, chuyện này không cần phải nói." Cửu cô nương lại cực kỳ khiêm nhường. Mời hai vị vào chỗ, bữa ăn sáng sắp mang lên, hy vọng hai vị có thể hài lòng. Không lâu sau, trên bàn ăn thôn dài rực rỡ muôn màu, các món ăn sáng Trung Quốc và phương Tây cái gì cần có đều có, đúng là thịnh soạn trước đây chưa từng thấy. Thế này hơi nhiều một chút, A Cửu nhìn thức ăn đầy bàn, nhỏ giọng nói với Dư Diệu Diệu, sư diệu diệu khoát tay cũng không tính nhiều, chẳng qua là không biết các người thích gì, cho nên làm thêm mấy phần, các người chọn món mình thích ăn là được. buổi sáng sức ăn a à cửu cũng không lớn, tùy tiện ăn chút gì đó liền ngừng. hạ thiên thì chưa bao giờ biết cái gì gọi là khách sáo, có bữa sáng thì ăn, cũng sẽ không quản cái gì cơm tàu cơm tây, ăn hết sức mê say. ơ, ờ, các người vẫn còn thoải mái ngồi đây ăn điểm tâm à? lúc này cửa lớn bị đẩy ra một cách thô bạo chưa từng thấy một người đàn ông trung niên dâu rìa đầy mặt mang theo một nhóm người khí thế hừng hực xông vào. Dư Thiên Hạc và Dư Diệu Diệu thấy người đó, không hẹn mà cùng nhíu mày. Người đàn ông trung niên có bộ dâu quai nón kia bỗng dưng từ sau thắt lưng móc ra một cây rìu, chém vào trên bàn ăn, quát lên, nói, ngày hôm qua ai đánh con ta bị thương, mau mau đứng ra, hôm nay ta phải lấy tánh mạng của hắn. chương 2321, Bức Cung Đám người phía sau nam nhân dâu quai nón tản ra, lập tức lộ ra một cái băng ca, người nằm trên đó chính là Dư Mang Mang ngày hôm qua bị Hạ Thiên một cước đạp bay ra ngoài. Dư Diệu Diệu nhỏ giọng giải thích với Hạ Thiên và A Cửu, hắn là Dư Thiên Hổ Thúc Thúc của ta, Dư Mang Mang ngày hôm qua thực tế là con trai của vị Thúc Thúc này, chẳng qua từ nhỏ đã để dưới danh nghĩa cha ta làm con thừa tự. A Cửu ngầm hiểu ngay, trước kia nàng và Y Tiểu Âm còn ở Kinh Đô thì thường xuyên nghe mấy chuyện ân oán như này của hào môn đại tộc, đối với chuyện lần này cũng không quá bất ngờ. Sư Thiên Hạc thấy vậy không khỏi nhức đầu một trận, trong nháy mắt đã đoán được đối phương muốn làm gì, đành phải nói, nhị đệ, nếu thật sự có chuyện cứ từ từ bàn bạc là được, người mang nhiều người như vậy xông tới đây làm gì, còn cầm dao cầm búa, người muốn cả tân cảng này coi dư ra chúng ta như lũ côn đồ đầu đường xó chợ sao. Sư Thiên Hạc, con mẹ nó người bớt ra vẻ trước mặt ta đi. Trước kia ta thấy người đáng thương, một đống tuổi còn chưa có con trai, nên mới đưa mang mang cho ngươi làm con thừa tự kết quả thì sao, nó ở chỗ người chịu bao nhiêu thiệt thòi không nói cũng chẳng chiếm được chỗ tốt gì. trên mặt nam nhân dâu quai nón tràn đầy tức giận, lúc nói chuyện cũng giống như ăn thuốc súng. hôm nay con ta bị thương nặng, sống chết không rõ, cha con các ngươi còn thoải mái ở đây ăn điểm tâm, là cha ruột của nó, hôm nay ta phải đòi lại công bằng cho nó. nhị thúc, lời này của ngươi ta không đồng ý. từ nhỏ ta đã đối đãi với mang mang như đệ đệ ruột, hơn nữa cũng chưa từng có gì thiếu sót với hắn nhưng hắn thì sao, ngày ngày gây chuyện sinh sự không nói, bây giờ còn cấu kết với người ngoài để đối phó dư gia chúng ta, đây là chuyện mà một con người có thể làm sao. sư diệu diệu nghe không nổi nữa, không nhịn được nói, về phần chuyện ngày hôm qua, cũng là do hắn tự chuốc lấy, nếu như không phải hắn ngăn cản ta mời thầy thuốc tới xem bệnh cho ta cha, cũng sẽ không nhận lấy hậu quả này. Dư thiên hổ ha hả cười lạnh, đây chính là lý do người nghĩ ra để dồn con ta vào chỗ chết sao cái gì mà dồn vào chỗ chết, hắn nhiều lắm là bị đánh ngất xỉu thôi. sư diệu diệu phản bác, nói chưa rõ sống chết là hơi quá lời rồi đấy. Còn muốn dối trá, dư thiên hổ bước tới ven áo con hắn lên, trên lồng ngực có một dấu chân rất sâu, nhìn qua vô cùng đáng sợ, chính các người tự xem đi, một cước này chẳng lẽ không phải là muốn lấy mạng người ta. sư diệu diệu thấy thương thế này, không khỏi liếc hạ thiên một cái, trong lòng cũng hơi oán trách tối hôm qua hắn ra tay quá nặng a à, cửu thì lại cảm thấy hạ thiên đã lưu tình lắm rồi nếu không người này hẳn là đã sớm chết ngay tại chỗ không giống bây giờ vẫn còn hô hấp được nếu bị thương vậy thì hẳn là nên ở lại bệnh viện cứu chữa người mang hắn về nhà làm gì giọng nói dư thiên hạc vẫn rất bình tĩnh thản nhiên nói chị thương cho con quan trọng hơn như vậy đi ta gọi điện thoại cho bệnh viện để bác sĩ tốt nhất giải phẫu cho nó không cần dư thiên hổ quát lớn đừng ở đây giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt nữa, ta không để ngươi rát mũi vòng vòng đâu. Sư Diệu Diệu có chút thiếu kiên nhẫn, nói, nhị thúc, ngươi nói như vậy cũng hơi quá đáng rồi. Chuyện biến thành như vậy, chúng ta cũng không muốn, ngươi không để cho hắn chữa bệnh, ngược lại mang đến đây, không phải là muốn bức cung đấy chứ. Bức cung, hư, ta thấy ngươi chính là sợ con trai ta ngày sau tranh giành gia sản với ngươi, cho nên ước gì con ta chết sớm một chút. Dư Thiên Hổ khịt mũi coi thường những lời dư Diệu Diệu nói, "Hôm nay nếu không đồng ý điều kiện của ta, từ nay về sau các ngươi đừng nghĩ sống yên ổn." "Được, vậy ngươi muốn điều kiện gì?" Dư Diệu Diệu hừ lạnh. "Thứ nhất, lập tức giao hung thủ ra đây, mặc cho ta xử trí." Dư Thiên Hổ đưa ra ba ngón tay, dùng một loại ngữ điệu không để cho người ta thương lượng nói, "Thứ hai, cha con các ngươi lập tức xin lỗi con ta, thứ ba, thứ con ta nên được, bây giờ ghi vào di chúc cho nó luôn." một đồng cũng không thể thiếu. Trưởng bối trong gia tộc ta cũng mời tới rồi, hôm nay cùng nhau làm nhân chứng, nếu ngươi không đáp ứng với ba điều kiện này, thì các ngươi không xong với ta đâu. Ta à, cử vốn nhìn mấy ông già đi theo phía sau vẫn đứng ở đó trầm mặc không nói, còn tưởng rằng đó là ai, hóa ra là trưởng bối trong gia tộc dư thị được mang tới bức cung. Người rõ ràng đang cố tình gây sự, sư diệu diệu giận đến cả người run rẩy, nếu như nói dư mang mang dùng các loại âm mưu quỷ kế là kiểu ném đá giấu tay, thì vị nhị thuốc này hoàn toàn là muốn dùng đao chặt thịt. Ta không muốn nói nhảm với các ngươi nữa, dù sao hung thủ khẳng định là một trong số các ngươi. Dư thiên hổ làm việc vô cùng ngang ngược, trực tiếp phung tay chỉ vào dư diệu diệu, thân thể con ta cũng không tệ, còn thường xuyên cùng ta rèn luyện thân thể, người khẳng định đánh hắn không nổi. Tiếp theo, đưa tay chỉ A Cửu, ngươi là đàn bà, nhìn cũng không mạnh mẽ gì, cũng không phải là đối thủ của con ta. Vậy không cần phải hỏi nữa, nhất định là do tiểu tử ngươi làm, có đúng không? Dư thiên hổ tàn bạo nhìn hạ thiên chầm chầm, ngày hôm qua ngươi dùng cái chân nào đánh con ta, đặt nó lên trên bàn, ông mày muốn một búa băm nát nó. chương 2322, khởi tử hồi sinh, ngu ngốc, hạ thiên lười biếng mắng, tiếp theo vẫn nhàn nhã ăn bữa sáng như cũ. Mặc dù tối hôm qua không có cùng A Cửu làm vận động tiêu hao thể lực, nhưng chuyện này cũng không trở ngại tới khẩu vị của hắn nhớ hôm nay có hoạt động gì tiêu hao nhiều thể lực thì sao nhị đệ hạ thiên tiên sinh là khách quý của ta ngươi đừng làm loạn nếu không đừng trách ta không khách khí dư thiên hạc có tốt tính tới đâu cũng có giới hạn không nhịn được quát lên hay lắm người làm tổn thương con trai ta ngươi lại tôn sùng như khách quý quả nhiên là sống không có tâm dư thiên hổ căn bản không chịu nghe theo ta thấy tiểu tử này chính là sát thủ ngươi mời tới nếu như con ta chết ngươi cũng đừng hòng chối tội ngươi quậy đủ chưa ánh mắt dư thiên hạc trầm xuống lạnh lùng nói ngươi tưởng ta chết rồi hả dư thiên hổ lạnh lùng liếc dư thiên hạc cho dù ngươi chưa chết thì cũng sắp rồi tiết kiệm thêm chút sức mà viết di chúc đi lại còn muốn dạy dỗ ta lửa giận của dư thiên hạc cũng bốc lên hư lạnh nói sợ là khiến ngươi thất vọng rồi tối ngày hôm qua bệnh của ta đã được hạ thiên tiên sinh chữa khỏi cho dù muốn sống thêm 3-40 năm nữa cũng không thành vấn đề. Chữa khỏi, dư thiên hổ ngẩn người, theo bản năng liếc dư diệu diệu, không thể nào. Căn bệnh kỳ quái của ngươi không ai có thể trị khỏi được, hơn nữa đoán chừng ngay cả đó là loại bệnh gì các ngươi cũng chưa hẳn có thể tìm ra. Dư diệu diệu lạnh giọng nói, nhị thúc, sao ngươi cứ khẳng định bệnh cha ta trị không khỏi. Chẳng lẽ ngươi hiểu căn bệnh này rất rõ? Đừng có cắt ngang lời ông mày, ngươi còn chưa đủ tuổi, Dư thiên hổ phun ra một bãi đầm, dư thiên hạc, ba điều kiện của ta, rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Trước tiên là nói về điều thứ nhất, chuyện ngày hôm qua ta cũng nhìn thấy, hoàn toàn là do mang mang gieo gió gặt bão. Dư thiên hạc cũng không quan tâm, vẻ mặt lạnh nhạt nói, rồi nói tới điều thứ hai, đối với đứa nhỏ mang mang này, từ trước đến nay ta vẫn coi nó là con trai ruột, điểm này cả gia tộc đều nhìn thấy, ta và Diệu Diệu không thẹn với lương tâm, tại sao phải nói xin lỗi? về phần điều thứ ba thì ta đồng ý nhưng với phẩm tính tiêu xài hoang phía của hắn ta chỉ có thể trích từ trong quỹ chung của gia tộc cho hắn sinh hoạt phí và tiền xài vặt mỗi tháng sản nghiệp của gia tộc phải giao cho diệu diệu trông coi các ngươi nghe xem thế này mà dám bảo là coi như con trai ruột à dư thiên hổ cười ha ha cười xong lại hừ lạnh đúng là chó thì sủa tiếng chó nói cho cùng ngươi vẫn nghiêng về con gái ruột của ngươi nếu như ngươi coi mang mang là con ruột vậy thì phải truyền tất cả gia sản cho hắn về phần con gái của ngươi cuối cùng cũng là bát nước hắt ra ngoài thôi tùy tiện cho chút đồ cưới là được đúng vậy gia sản từ trước đến giờ truyền con trai không truyền con gái dư gia chúng ta ở tân cảng là vọng tộc trăm năm không thể hủy trong tay một con đàn bà được con gái từ nhỏ chính là con nhà người ta chỉ có con trai nhà mình mới tin được mang mang tuy là con trai lão nhị nhưng đã làm con thừa tự cho ngươi rồi ngươi nên truyền gia nghiệp cho hắn đó là sản nghiệp gia tộc Dư thị, sao ngươi lại truyền cho con gái của mình chứ? Chúng ta ủng hộ Dư Mang Mang, dù sao hắn cũng là đứa cháu trai duy nhất thế hệ này của Dư gia. Một đám trưởng bối Dư gia do Dư Thiên Hổ mang đến, người hùng hổ, kẻ gây sự, khiến cho Dư Thiên Hạc nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Này, chúng ta có nên nói gì không? A Cửu vốn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, những chuyện này chẳng liên quan gì đến A Cửu và Hạ Thiên. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác cứ bị kẹp giữa hai phe, tâm tình rất là lúng túng. Cửu nha đầu, không cần phản ứng lại những tên ngốc này, uống nhiều sữa tươi chút mới có lợi cho ngực. Hạ Thiên lại không có loại cảm giác này, trái lại còn cảm thấy mới sáng sớm nghe hai phe gây sự thật thú vị, ăn uống càng thêm hăng say. A à, Cửu tức giận liếc xéo Hạ Thiên một cái, không thèm quan tâm tới hắn nữa. Xem ra hôm nay các ngươi cũng là có chuẩn bị mà đến. Sư Diệu Diệu sắc mặt âm trầm, cũng lười xã giao mặt ngoài, trực tiếp ngửa bài, nói cho các người biết không có cửa đâu, chuyện dư mang mang tìm người hại cha ta, ta còn chưa tìm các người tính sổ. Ơ, ờ, biết lật mặt rồi hả? Dư thiên hổ giận quá hóa cười, biết con ta hiện tại sống chết không rõ, không có cách nào mở miệng giải thích, nên muốn vụ oan giá họa rồi hả? Dư diệu diệu giống như đã sớm đoán được đối phương sẽ nói như vậy, lạnh giọng nói ta thấy các người mới giỏi lật mặt các ngươi nhận định chúng ta không có cách nào bắt Dư Mang Mang đứng lên đối chất, cho nên các ngươi mới không kiêng nể gì như thế. Đáng tiếc, các ngươi tính sai rồi. Hai vị bằng hữu này của ta cũng là thần y có thể khởi tử hồi sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể cứu Dư Mang Mang tỉnh dậy, đến lúc đó thì có thể hỏi rõ ràng rồi, xem xem các ngươi còn gì để nói. A à Cửu khẽ nhíu mày, liếc Dư Diệu Diệu, nhưng cũng không nói gì. Thần y còn khởi tử hồi sinh, hai mắt sư thiên hổ hiếp lại, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi, sao ta thấy khó tin thế nhỉ, bây giờ ngươi bảo bọn họ khởi tử hồi sinh cho con ta xem. Hạ thiên tùy ý nói, muốn khởi tử hồi sinh cho con ngươi thì hơi khó. Quả nhiên là tên lừa gạt, dư thiên hổ mắng, thời buổi này, thứ chó mèo gì cũng dám tự xưng thần y, khiến người ta mắc cười muốn chết. Còn khởi tử hồi sinh, ta nhổ vào. Khởi tử hồi sinh thật ra thì rất đơn giản, nhưng phải chết trước thì mới cứu được. Hạ Thiên cười hì hì, nhìn Dư Thiên Hổ, vậy ngươi muốn con ngươi chết kiểu nào đây? chương 2323, Trâm Pháp Thượng Cổ. Ngươi có ý gì? Dư Thiên Hổ theo bản năng cảm giác được trong lời nói có bẫy, nhưng lại không tin Hạ Thiên có gan ra tay với con hắn trước mặt nhiều người như vậy, người đang uy hiếp ta sao? Uy hiếp ngươi, Hạ Thiên bĩu môi, tên ngốc ngươi cũng xứng à? Dư Thiên Hổ cảm nhận được sự khinh thường trong lời Hạ Thiên nói, lập tức bị chọc giận, Phung cây diều mới chém vào bàn lên, hùng hổ hướng về phía Hạ Thiên, để ta đánh chết ngươi trước, báo thù cho con trai ta. Một bố này, thế lớn lực trầm, lúc phung lên còn mạnh mẽ đầy uy lực, thật là dọa người. Đoán chừng nếu bổ chúng, người bình thường chắc chắn phải nhận lấy kết quả đầu nở hoa. Đáng tiếc, Hạ Thiên không phải là người bình thường. A, à, Sư Mang mang nằm trên băng ca bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không biết làm sao nhát rìu của cha hắn bổ ai không bổ lại bổ vào lồng ngực của hắn. Dư thiên hổ trực tiếp bừng tỉnh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, khó có thể tin nhìn hai tay mình. Những người khác cũng bị dọa đến mặt không còn chút máu, mọi người lộ ra đủ loại biểu tình hoảng sợ. Là ngươi, nhất định là ngươi dở cho quỷ, đúng không? Dư thiên hổ tỉnh táo lại, chỉ vào hạ thiên giận dữ hét lên. Mắt ngươi có vấn đề sao? Hạ thiên lười biếng ngáp, rìu là của ngươi, người vung rìu cũng là ngươi, liên quan gì đến ta? Mặc dù dư diệu diệu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này lập tức lên tiếng, đúng vậy, mọi người cũng tận mắt nhìn thấy, rõ ràng chính là một mình ngươi ra tay chém chết con trai ngươi. Không thể nào, dư thiên hổ mắt thấy dư mang mang đã không còn thở, trực tiếp nổi điên, chính là các ngươi dở trò quỷ, ta, ta phải giết các ngươi. Dư thiên hổ vung diều lên lần nữa, lại bỏ qua hạ thiên và a cửu, trực tiếp chạy đến chỗ dư diệu diệu và dư thiên hạc bảo vệ mau ngăn cản hắn dư diệu diệu bị dọa đến hồn bay phách lạc kinh hãi hét dầm lên đáng tiếc bảo vệ dư phủ chậm chạp giống như một đoạn phim quay chậm động tác mọi người vô cùng chậm vẻ mặt cũng khá là phong phú nhìn qua vô cùng tức cười a à cử tiện tay lôi dư diệu diệu giúp cô tránh được nhát diều của dư thiên hổ mà dư thiên hạc bệnh nặng mới khỏi thân thể vẫn còn suy yếu nhất thời không kịp tránh né trực tiếp bị dư thiên hổ đuổi bị chém một nhát vào giữa lồng ngực A, à, lại một tiếng hét thảm vang lên, vẻ khiếp sợ trên mặt mọi người còn đặc sắc hơn hồi nãy, giống như nhìn thấy quỷ. Bên kia, Dư Thiên Hạc cũng rất giật mình, theo bản năng sờ sờ lồng ngực của mình, phát hiện cũng không có bất kỳ vết thương nào. Dư Thiên hổ càng giật mình hơn, bởi vì một bố này, bổ chúng vẫn là Dư Mang Mang con trai hắn, Mang Mang, không phải ngươi đã chết. Cha, ngươi, lúc này Dư Mang Mang còn có một câu thoại, đáng tiếc chưa nói xong lại tiếp tục ngã xuống đất. Mang mang, người đừng chết mà. Dư thiên hổ không ngừng khóc giống, trong vòng một ngày, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh đến hai lần, mà hai lần đều do mình chém chết, hắn thật sự không cách nào tiếp nhận loại sự thật tàn khốc này. Dư thiên hổ bỗng dừng giống lên, phương tiên sinh, người mau tới đây, mau cứu con trai ta, hắn không thể chết được. Vừa dứt lời thì một bóng người từ trong đám đông bước ra, ngay sau đó một bàn tay dài nhỏ trắng như tuyết, kẹp ba cây nhân châm, nhanh chóng chuyển động trên người dư mang mang. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, dư mang mang khôi phục hô hấp một lần nữa, coi như được kéo về từ quỷ môn quan. Lão đầu này nhìn qua tuổi cũng không quá lớn, nhiều nhất không quá 55 tuổi, mặt chữ điền, vóc người gầy, da trắng tới mức dị thường, còn để một đầu tóc dài, mặc trường bào màu trắng, rất có phong phạm của thầy thuốc thời xưa, hơn nữa tướng mạo gây cho người ta một loại cảm giác rất đáng tin cậy. Sư Thiên Hạc thấy lão đầu này không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng chào hỏi, hóa ra là Phương Tiên Sinh, dư mỗ đón tiếp chậm trễ rồi. Hắn là thầy thuốc nổi danh nhất tân cảng chúng ta, ta và cha ta cũng thường xuyên tìm hắn xem bệnh, không nghĩ tới nhị thuốc lại mời hắn đến đây. Sư Diệu Diệu thấy Hạ Thiên và A Cửu không nhận ra người này, không khỏi giải thích, sức ảnh hưởng của Phương Tiên Sinh ở tân cảng rất lớn, nghe nói y thuật cũng đã đạt mức xuất thần nhập hóa. Chúng ta gặp phiền toái lớn rồi phiền hay không phiền, ba Cửu cũng không có cảm giác gì, chẳng qua là nhìn châm pháp của người này, không khỏi có chút kinh ngạc, nói với Hạ Thiên, châm pháp của người này, trông cũng có nghề đấy, hẳn là châm pháp thượng cổ, rất lợi hại. Hạ Thiên không chấp nhận, khinh thường nói, lợi hại cái dăm ấy, loại châm pháp bỏ đi này, lúc 8 tuổi ta đã không để vào mắt rồi. Người nọ nghe được lời Hạ Thiên nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ bất thiện, giọng nói cũng khá âm trầm, vị thiếu niên này, chớ có nói đại hơn nữa châm pháp là dùng để trị bệnh cứu người, người giống như người căn bản không xứng dùng châm. Tên ngốc người căn cứ vào đâu? Hạ thiên không nhịn được nói, xứng dùng châm hay không, người nói không tính ta nói mới tính. Người đàn ông áo trắng lắc lắc tay áo, vẻ mặt ngạo nghễ, tựa hồ khinh thường nói chuyện với Hạ thiên, dư thiên hổ đứng bên cạnh, lúc này mới mở miệng giúp hắn giới thiệu, vị lão tiên sinh này, các người hẳn đã biết. Hắn là tuyệt thế danh y phương thiên tề xuất thân từ tân cảng chúng ta, là người sáng lập tế thiên dược, cũng là phó hội trưởng của Hiệp hội Châm cứu Trung Hoa, là danh y đứng hàng thứ 9 trong bảng tông sư y học Trung Quốc, đại sư châm cứu đứng hàng thứ 7 trong bảng châm kim cứu thế. Bách Thảo Vương bảng thức dược. Danh hiệu liên tiếp được báo ra khiến người nghe sừng sốt, đáng tiếc Hạ Thiên nghe xong chỉ muốn ngoáy lỗ tai, A Cửu cũng cảm thấy hơi lạ, bởi vì... Mấy cái bảng này nghe qua quê mùa như bảng xếp hạng những kẻ không có bản lãnh từ nơi khỉ ho có gái nào đó chui ra. Cửu nha đầu, người biết tên ngốc này không? Hạ thiên quay đầu hỏi A cửu. Không nhận ra, A cửu lắc đầu, quả thật chưa từng nghe nói đến người này, chỉ có tế thiên dược là từng nghe đến, nhưng cũng chỉ là tình cờ từng nghe người khác nhắc tới, cũng không có ấn tượng quá sâu đậm. Hừ, đúng là kiến thức hạn hẹp, phương thiên tề lỗ mũi hướng lên trời, ngạo mạn chỉ vào hạ thiên, nếu như hai người các ngươi cũng là người học y, không thể chưa đọc luận văn y học do phương mũ viết. Nhất là phương diện có liên quan đến châm cứu, có thể nói tất cả châm pháp trong nước ngày nay đều được cải tiến dưới sự chỉ đạo của ta. Hai người các ngươi tốt nghiệp viện y học nào, giáo viên hướng dẫn là ai? Chúng ta chưa từng theo học viện y học nào cả, cũng không có cái gọi là giáo viên hướng dẫn. A Cửu cũng thành thật trả lời vấn đề này, châm pháp A Cửu vốn được học từ âm y môn cùng với y tiểu âm, quả thật chưa từng đi học. Mà Hạ Thiên thì càng không cần phải nói nữa, một phần y thuật là kế thừa từ đại sư phụ quỷ y Trương Minh Đà của hắn, về phần nghịch thiên bát châm đến bây giờ cũng chỉ có hắn biết, thuộc về tự học không ai có thể dạy. chương 2324, Phương Thiên Tề, nguyên lai là hai tên dã y cái gì cũng không biết. Sự khinh thường trong giọng nói Phương Thiên Tề càng nồng nặc, lạnh giọng nói, hai người các ngươi sao xứng làm nghề y, từ nay về sau ta không cho phép các ngươi dùng châm nữa, đã nghe rõ chưa? Đầu óc người có bị bệnh không? Hạ Thiên lười biếng nói, ta muốn dùng châm hay không dùng, muốn làm nghề y hay không, cần tên ngốc ngươi cho phép à. Phương Thiên Tể ánh mắt lạnh lẽo, chỉ vào Hạ Thiên nói, dĩ nhiên cần, bởi vì ta là Phó Hội trưởng Hiệp hội Châm cứu Trung Hoa, ta có tư cách này, ta nói ngươi không xứng tức là ngươi không xứng. Khẩu khí vẫn còn lớn lối lắm, Hạ Thiên nhìn người này rất khó chịu, nếu ta vẫn dùng thì sao? Rất đơn giản, Phương Thiên Tề đặt hai tay sau lưng, khẽ nâng cầm, bế nghế nhìn Hạ Thiên, vậy ngươi tự chặt hai tay, cả đời về sau không được làm bất kỳ công việc gì có liên quan tới Trung Y nữa. Dư Thiên Hổ đứng bên hơi nóng này, vội nói với Phương Thiên Tề, Phương Thiên Sinh, tuyệt đối không thể tiện nghi bọn họ như vậy được. Mới vừa rồi tên tiểu tử này hại ta và con ta thảm như vậy, nếu không giết chết hắn, ta thật sự nuốt không trôi cục tức này. Phương Thiên Tề khẽ cho mày, trả lời Dư Thiên Hổ, ngươi nói cái gì vậy, ta là thầy thuốc, cũng không phải là sát thủ, sao ta có thể làm mấy chuyện lấy mạng người khác được chớ giả bộ, mạng người chết trên tay tên ngốc ngươi không 100 thì cũng đến 80. Hạ Thiên vẫn giữ thái độ ngông nghênh đáng đánh đòn, thuận miệng liền vạch trần bí mật của Phương Thiên Tề, khiến đối phương cả kinh đến trợn tròn mắt. Đúng là ngậm máu phun người, Phương Thiên Tề không khỏi giận tím mặt, lớn tiếng quát mắng, vốn còn niệm tình ngươi tuổi còn quá nhỏ, muốn cho ngươi một cơ hội hối cải để thay đổi. Bây giờ xem ra phải dọn dẹp loại con sâu làm dầu nồi canh như ngươi, tránh bại hoại danh dự của nền y học Trung Quốc chúng ta. Hạ Thiên ngáp một cái, tên ngốc người mới là con sâu làm giàu nổi canh, bệnh trùng trong thân thể dư diệu diệu và cha cô ta là do ngươi hạ chứ gì? Cái gì? Dư Thiên Hạc và Dư Diệu Diệu nghe nói như thế cũng kinh ngạc không thôi. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó. Phương Thiên Tề giận đến dựng dâu trợn mắt, tiểu tử ngươi dùng châm pháp hại người không nói, bây giờ còn can đảm dám hủy danh dự ta, đúng là tự gây nghiệt không thể sống, vậy thì đừng trách lão phu vô tình trước hết để ta cho ngươi biết cái gì mới là châm pháp đúng đắn vừa dứt lời giữa các ngón tay phương thiên để lộ ra ba cây kim châm đâm về hướng hạ thiên không thể không nói lão gia hỏa này còn có chút bản lĩnh dù là thủ pháp hay là thân pháp tốc độ cũng không coi là chậm hơn nữa còn mang chút phong cách cổ giấu giếm sát chiêu làm người ta không dám xem thường Ủa, ta cửu bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng từ thân pháp của lão đầu này cô nhìn thấy một số dấu vết của công pháp âm y môn nhưng A Cửu có thể khẳng định lão già này tuyệt đối không phải là người trong âm y môn, thật là kỳ lạ. Ngu ngốc, Hạ Thiên nhìn thoáng qua châm pháp của lão già kia, trong nháy mắt không còn hứng thú, trực tiếp tung qua một cước. Cả người phương thiên tề bay ra ngoài, giống như quả bóng lăn trên mặt đất mười mấy vòng mới ngừng lại được. Người dám động thủ với phương lão tiên sinh, đúng là chán sống. Dư thiên hổ chỉ vào hạ thiên mắng, ngươi xong đời rồi, ai cũng không cứu được ngươi đâu, người đợi trường sinh hội trả thù đi vừa nói như thế thì gần như đã làm lộ hết thân phận của phương thiên tề phản ứng đầu tiên của dư diệu diệu là nhìn phương thiên tề chằm chằm phương tiên sinh người thật sự là người của trường sinh hội ư ta và cha cũng là do ngươi làm hại đúng phương mỗ chính là người của trường sinh hội phương thiên tề quyết định không giả bộ nữa nói thẳng các ngươi đã biết thân phận của ta rồi vậy thì xin lỗi hôm nay các ngươi phải chết vừa nói vừa chỉ chỉ Hạ Thiên và A Cửu, cả các ngươi nữa. Phương Tiên Sinh, sớm nên như vậy, kế hoạch ngươi sắp xếp trước kia cũng quá phiền toái. Dư Thiên Hổ gật đầu không dứt, trực tiếp giết bọn họ là được, như vậy dư gia chính là của ta rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ không quên ơn Phương Tiên Sinh. Phương Thiên Tề khinh bỉ nhìn Dư Thiên Hổ, không thèm để ý tới hắn, chỉ nhìn Hạ Thiên, đừng tưởng mới vừa rồi ngươi đánh chúng ta là lợi hại hơn ta. Phó công cao tới đâu cũng có thể đánh được mấy người. Phe ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, ngoài dựa vào y thuật được xưng tụng thần y kia, còn biết dùng độc. Các người đi chết đi. Vụt, 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 sau mấy tiếng vang, trong nháy mắt phòng ăn đã bị một làn khói màu tím dày đặc bao phủ, tất cả mọi người đều ho khan. Trên mặt phương thiên tề lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn đám người này ngã trên mặt đất, trong lòng sướng khoái không thôi. Từ khi bắt đầu hắn đã không có ý định bỏ qua cho bất cứ kẻ nào của dư gia, những người này chết sạch thì gia sản dư gia mới có thể một xu cũng không lọt rơi vào trong túi hắn, rơi vào trong túi Trường Sinh hội. Nếu như không phải bị Hạ Thiên phá đám, kế hoạch của hắn có thể thuận lợi hơn một chút, cũng không cần hắn tự mình ra tay. Đương nhiên, nếu không phải Trường Sinh hội sắp có hành động lớn, mệnh lệnh cho hắn phải mau chóng kết thúc công việc, hắn cũng sẽ không vội vàng sao động như thế nhưng Phương Thiên Tề cũng có chút buồn bực, tại sao thượng tầng trường sinh hội đột nhiên lại can thiệp kế hoạch của hắn, chuyện này trước kia chưa từng phát sinh, có thể liên quan đến mấy sát thủ trong hội chết ngày hôm qua. Chuyện này cũng không sao, dù sao người biết thân phận ta hôm nay đều phải chết. Phương Thiên Tề nghĩ thầm, chờ lấy được gia nghiệp dư ra, ta liền ngồi du thuyền đi ra nước ngoài tiêu giao mấy năm, ai mà biết chuyện này là do ta làm. Ngay vào lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên bên tai hắn, Dùng châm ngươi không được, dùng độc ngươi lại càng không xong. Nên đồ ngu ngốc nhà ngươi vẫn nên đi chết đi. Chương 2325, Trường sinh chủ. Phương Thiên Tề vừa định phản kháng, đáng tiếc đã muộn, bởi vì thân thể hắn bỗng nhiên không nhúc nhích được, miệng cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. "Chậm đã, khoan hắn giết hắn, ta có chút chuyện muốn hỏi hắn." A Cửu đi tới, sợ hạ thiên ra tay quá nhanh, vội vàng gọi hắn lại hạ thiên ngạc nhiên hỏi cửu nha đầu không phải ngươi nói không nhận ra hắn ư vậy thì có gì phải hỏi nữa quả thật ta không nhận ra hắn a cửu thuận miệng giải thích nhưng mới vừa rồi thân pháp hắn có một chút bóng dáng công pháp âm y môn mà hắn khẳng định không phải là người của âm y môn cho nên ta muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tên ngốc đừng giả ngu nữa cửu nha đầu hỏi ngươi kìa hạ thiên tiện tay cho phương thiên tề một cái tát để cho hắn khôi phục khả năng nói chuyện Phương Thiên Tề kinh hồn táng đảm nhìn Hạ Thiên, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai liên quan gì đến ngươi sao? Hạ Thiên không nhịn được nói, ngươi thành thật trả lời câu hỏi của cửu nha đầu là được, đừng nói những thứ vô dụng, nếu không ta trực tiếp một trường đập chết ngươi. Ta không biết âm y môn gì cả, chớ nói gì đến công pháp. Ánh mắt Phương Thiên Tề lóe lên, lắc đầu phủ nhận. Bốp, Hạ Thiên trực tiếp cho hắn một cái tát, mặt Phương Thiên Tề cũng bị tát sưng lên, ở trước mặt ta, Tốt nhất ngươi đừng nói láo, nếu không sẽ bị đánh. Đạo dùng châm, thật ra chủ yếu vẫn là cách hành khí. A Cửu lạnh lùng ngó Phương Thiên Tề, mới vừa rồi châm pháp ngươi dùng ngổn ngang lộn xộn, nhưng phương pháp hành khí rõ ràng chính là độc môn của Âm Y môn, điểm này ngươi không cách nào nói xạo đâu, bởi vì ta từ nhỏ đã lớn lên tại Âm Y môn. Ta thật sự không biết cái gì là Âm Y môn. Phương Thiên Tề sướng sờ nhìn A Cửu khuôn mặt nghi ngờ nói, pháp môn hành khí của ta là mua được từ chỗ một người bạn. Bạn? A Cửu không khỏi hỏi dồn, bạn kiểu gì? Người bạn kia của ngươi từ đâu lấy được công pháp âm y môn? Ánh mắt Phương Thiên Tề lại lấp lóe, hiển nhiên câu hỏi của A Cửu chạm đến bí mật trong lòng hắn, chỉ đành phải hàm hồ nói, ta lớn tuổi rồi, trí nhớ không được tốt, quả thật không nhớ rõ. Các ngươi đừng hỏi nữa, hỏi nhiều cũng không có lợi gì cho các ngươi đâu. Ngu ngốc chính là ngu ngốc. Cho người cơ hội cũng vô ích, vậy thì trực tiếp biến người thành đồ ngốc là được. Hạ thiên cũng lười đánh hắn tiếp, trực tiếp cho hắn một châm, để phương thiên tề tiến vào trạng thái hỏi gì đáp nấy. Sau khi chúng châm, thần thái phương thiên tề cũng không có biến hóa quá lớn, ngược lại trở nên rất thoải mái, còn cười ha hả ha, hai vị có lời gì cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, nói thì nói hết. Ta cửu nhìn tình huống chung quanh một chút, nói với phương thiên tề, trước tiên người hãy cho đám xương này tản đi cũng để lại toàn bộ giải dược. Được, Phương Thiên Tề hết sức biết điều gật gật đầu, ngay sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ, bên trong cũng là một chút bột phấn màu đen, chỗ khói đặc kia mở cửa sổ là tan, chỗ phấn bột này chính là giải dược. A à, Cửu nhận lấy cái hộp nhỏ, khẽ ngửi, không khỏi nhíu mày, đây là trùng độc bóp thành phấn, ngươi lấy được từ chỗ nào? Kinh Đô có một công ty gọi là Vạn Cổ hội, ta mua ở đó. Phương Thiên Tề cung kính hồi đáp, những thứ bệnh trùng kia cũng đặt hàng từ công ty này, nghe nói đó là công ty do cổ sư bên Quế Thành kia tới xây, nhưng bây giờ công ty này đã không còn nữa, nghe nói là bị Thiên Đạo Tổ Niêm phong rồi. Hạ Thiên còn có chút ấn tượng với cái công ty này, bên trong quả thật có mấy cổ sư, nhưng công ty này đã bị Triệu Thanh Thanh và Thiên Đạo Tổ càn quét, không đáng nhắc tới nữa. Vậy thì châm pháp lấy từ đâu ra? A à, Cửu cũng không hứng thú gì với công ty vạn cổ hội này không hỏi tiếp mà chỉ hỏi chuyện cô thật sự quan tâm. Cũng là mua được, Phương Thiên Tề lần này không né tránh vấn đề, trực tiếp hồi đáp trong trường sinh hội có một chợ giao dịch, ở đó người có thể mua được rất nhiều thứ bên ngoài không mua được, bao gồm cả công pháp hiếm có, dược liệu chân quý còn có một chút tin tức tình báo đặc thù. Trường sinh hội này tổ chức như thế nào? A cửu hỏi tiếp, bên trong có thành viên nào, đầu não là ai? Xác thực mà nói, trường sinh hội cũng không phải là một tổ chức nghiêm ngặt, chỉ là một hội giao lưu rời rạc, cho nên cũng không có thành viên cố định, mỗi lần có dịp đặc biệt mới khai hội, lúc đó mới phát thiệp mời, là thành viên thì sẽ đến tham gia. Phương Thiên Tề suy tính xử lý từ ngữ một phen, về phần đầu não tổ chức là ai, chuyện này không ai biết, chỉ biết danh hiệu gọi là trường sinh chủ, đây cũng là nguyên nhân hội giao lưu được gọi là trường sinh hội. Bản thân vị trường sinh chủ kia cũng không lộ diện, tổ chức chủ yếu được một người tên là Ngô Bạch Đinh An Bài, trong lúc tổ chức hội giao lưu hắn dùng một số sát thủ đánh thuê cùng với bảo vệ để làm công tác bảo an, còn có. Phương Thiên Tề nói tương đối cặn kẽ, câu văn thông thuận, mạch lạc rõ ràng, tuyệt không giống người bị khống chế thần trí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. hết tập 123.